Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 147. Tiểu Băng Phượng tức nổ phổi, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn mỹ đỏ bừng, nàng ta lao thẳng tới. Lâm Nhất đã sớm thăm dò thực lực của nàng ta. Nàng ta vừa mới tỉnh lại, cảnh giới thua xa hắn. Mặc dù động tác của nàng ta rất nhanh nhưng ở trong mắt hắn thì chúng lại chậm vô cùng. Hắn vươn tay, chộp nhẹ một cái đã tóm được cổ áo sau gáy của đối phương nhấc lên không trung. Thả ta xuống. Tiểu Băng Phượng thẹn quá hóa giận, không ngừng vung vẩy nắm tay nhỏ nhưng tay nàng ta quá ngắn, không sao chạm được vào người Lâm Nhất. Nàng ta tức nổ phổi, má phồng lên, miệng không ngừng thổi khí. Phù, phù. Lâm Nhất thắc mắc, người đang làm gì vậy? Bản đế đang phun lửa. Năm xưa, một hơi băng phượng thần viêm của bản đế có thể đốt thần long thành cho, sợ chưa? Tiểu tử đắc ý nói. Lâm Nhất buồn cười, thả nàng ta xuống, cười nói một câu hai nghĩa, vậy ngươi cứ thổi tiếp đi. Tiểu tử nhận thức rất rõ hiện thực nhưng vẫn không chịu nhận thua, lẩm bẩm nói, trạng thái của bản đế không được tốt, nếu không chỉ cần một hơi thần viêm là đã đốt trụi ngươi rồi. Trời sáng rồi. Lâm Nhất nhìn mặt trời đã mọc, không để ý tới nàng ta nữa, trầm ngâm nói, ta phải đi làm việc đây, ngươi chờ ở đây nhé. Bản đế cũng muốn đi. Tiểu Băng Phượng nghĩ ra, nàng ta cười đắc ý, ngươi cho rằng bản đế không biết lão già kia gài bẫy ngươi à, bản đế muốn xem ngươi bị người ta dẫm dưới chân, hung hăng chà đạp. Ngươi đi theo ta bị người ta nhìn thấy thì không được hay nhỉ. Lâm Nhất quan sát đối phương, không thể không nói Tiểu Băng Phượng rất đẹp. Tuy chỉ là một cô nhóc nhưng vẫn rất dễ kích động người ta phạm tội. Phù Vân Kiếm Tông nhiều người, chưa biết chừng lại có yêu dâu xanh. Hừ hừ, người cho rằng ai cũng có quyền ngắm nhìn dung nhan tuyệt thế của bản đế hay sao? Tiểu Băng Phượng khinh bỉ liếc nhìn Lâm Nhất rồi lắc mình một cái, hoa văn tử diên trên hộp kiếm sau lưng của Lâm Nhất sáng lên, nàng ta chui thẳng vào trong đó. Vậy mà cũng được ư? Chẳng trách hắn không thể cất hộp kiếm tử diên vào trong túi trữ vật. Bản thân nó chính là bí cảnh độc lập. Tiểu Băng Phượng có thể đi vào đó, không biết liệu mình có thể đi vào đó được không? Trong lòng Lâm Nhất xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, mãi một lúc sau, hắn mới thôi nghĩ ngợi, dõi mắt nhìn về phía Điện Phi Vân. Trước hết phải giải quyết chuyện trước mắt đã. Điện Phi Vân trên đỉnh Phi Vân. Nơi này gần núi Thánh Kiếm nhất, bình thường nếu không có chuyện lớn gì thì ít ai tụ tập ở đây. Nhưng hôm nay trời còn chưa sáng đã liên tục có người tới. Khoảnh sân rộng trên đỉnh núi cực kỳ tấp nập, sau khi trời sáng, người đã tới đông nghìn nghịt, cực kỳ náo nhiệt. Ngoại trừ những đệ tử đi lịch luyện ở bên ngoài hoặc đang bận bế quan tu hành, toàn bộ đệ tử ký danh, đệ tử nội môn, đệ tử thân truyền của tông môn hầu như đều có mặt đông đủ. Ở nơi cao nhất của Điện Phi Vân, thậm chí ngay cả những trưởng lão tông môn bình thường khó gặp cũng đều đã tề tựu về đây đông đủ. Phù Vân Kiếm Tông yên bình đã lâu rồi không có cảnh náo nhiệt như thế này. Chỉ có điều nguyên do của chuyện náo nhiệt này khiến người ta không vui nổi, thậm chí còn hơi phiền muộn. Một người ngoài còn chưa đạt tới thiên phách tầng 7 lại sẽ trở thành đệ tử thân truyền của Phù Vân Kiếm Tông ta, trưởng giáo hồ đồ thật rồi. Chuyện này làm người ta không khỏi lạnh lòng. Chúng ta khổ tu nhiều năm như vậy lại không bằng một võ giả hạ giới trên con đường thông thiên. Nếu là yêu nghiệt siêu phàm thì chúng ta cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng nghe nói tên này thậm chí không lọt vào nổi bảng thông thiên. Hoàn toàn chỉ biết dựa vào quan hệ của tiền bối Phong Giác. Có khi nào hắn là con ngoài giá thú của tiền bối Phong Giác không? Vừa là đệ tử thân truyền lại vừa có xuất lên núi Thánh Kiếm, chậc chậc. Trong Điện Phi Vân, tiếng người nói chuyện huyên náo, gì cũng nói ra được, thậm chí còn đồn Lâm Nhất là con ngoài giá thú. Nếu Phong Giác nghe thấy, chắc sẽ tức thổ huyết, có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch nổi. Phùng Sư Huynh, hình như mọi người rất bất mãn. Ta thấy mấy tên đứng đầu nội môn đã tập hợp lại một chỗ với nhau, không nói năng gì, e là lát nữa sẽ có trò hay để xem. Trong khu vực đệ tử thân truyền tụ tập, có mấy người chỉ trỏ, vừa nhìn Phùng Trương vừa nói. Phùng Trương mỉm cười, không nói gì. Đêm qua hắn ta đã dặn dò những người này rồi, cứ việc kiếm chuyện thoải mái, xảy ra chuyện gì hắn ta sẽ chịu trách nhiệm. Mấy người kia vốn đã bất mãn trong lòng, lại có Phùng Trương hậu thuẫn, đương nhiên hôm nay sẽ có trò hay. Diệp Tử Lăng mặc váy dài màu tím, vóc dáng cao gầy, trông tách rời với đám đệ tử thân truyền. Nàng ta có dung nhan khiến người ta mê muội nhưng khuôn mặt ấy lúc nào cũng lạnh như băng, bẩm sinh đã không dễ gần. Ngoại trừ Vương Vũ Nhược đứng bên cạnh nàng ta, trong vòng 10 trượng không còn ai khác nữa. Tông môn đang yên đang lành,
chỉ vì một người ngoài mà lòng người lại bất ổn như vậy. Lâm Nhất còn chưa tới, Diệp Tử Lăng rất bất mãn với hắn, người này thật là phiền phức. Đột nhiên, Điện Phi Vân rộn ràng chợt yên tĩnh lại, ngay cả tiếng lá rụng cũng có thể nghe thấy. Diệp Tử Lăng chau mày, trông thấy trên Điện Phi Vân xuất hiện một người, người này cõng hộp kiếm, bế mèo đen, thong thả bước tới. Tất cả mọi người dừng nói chuyện, vô số ánh mắt không thân thiện đổ dồn lại nhìn Lâm Nhất. Thật phô trương. Lâm Nhất thấy tình hình như vậy, trong lòng cười thầm. Có chút chuyện còn con mà cũng có nhiều người kéo tới đây như vậy. Đệ tử ký danh, đệ tử nội môn, đệ tử thân truyền, dường như tất cả đều tới. Không biết trước đây Phù Vân Kiếm Tông phải quạnh quẽ tới mức nào mà chỉ vì chuyện của hắn lại có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lâm Nhất chợt xuất hiện ý nghĩ, may mà có ta đến đây nên núi mới không cô quạnh. Hắn mỉm cười, rảo bước đi về phía trước. Thấy Lâm Nhất xuất hiện, đệ tử Phù Vân Kiếm Tông ở Điện Phi Vân ăn ý không lên tiếng. Từng đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hơn 1 vạn đệ tử ký danh, gần 5.000 đệ tử nội môn và 500 đệ tử thân truyền, tất cả đều đổ dồn lại nhìn hắn. Phù Vân Kiếm Tông là một trong tứ đại tông phái của Phủ Thương Huyền, cho dù chỉ là đệ tử ký danh thì cũng là nhân tài kiệt xuất ngàn dặm có một, trong tình huống đôi bên cùng một cảnh giới thì bọn họ có thể đánh bại các cảnh giới thiên phách bình thường. Đệ tử nội môn thì hầu như tất cả đều là cảnh giới thiên phách tầng 7 đỉnh phong. Thậm chí có rất nhiều người có thể đột phá lên tinh quân bất cứ lúc nào, bọn họ là tinh anh trong số các tinh anh của Phù Vân Kiếm Tông, ngàn chọn vạn tuyển mà ra. Còn về phần 500 đệ tử thân truyền kia thì lại càng không cần phải nói, tất cả đều là cảnh giới tinh quân. Bất kỳ một ai trong số họ đi ra ngoài cũng đều có thể tung hoành khắp Phủ Thương Huyền, có thể xưng là cao thủ hàng đầu. Nếu là đệ tử thân truyền tu luyện thánh linh võ học thì họ chính là trụ cột của tông môn. Cho dù có gặp một số cao thủ thế hệ trước cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Lúc này, dưới ánh ban mai, tất cả bọn họ đều đang tụ tập ở đây. Đứng trước thế trận khổng lồ như thế này, nếu là người bình thường thì e là ngay cả đi cũng run chân. Từng ánh mắt đều chỉ hận không thể nuốt sống Lâm Nhất, cơn giận đã tích lũy trong lòng bọn họ mấy ngày nay. Lâm Nhất bế con mèo ngốc, mặt mỉm cười, không hề để tâm chuyện này. Kiếm khách mà, làm gì có ai lại không nóng tính chứ? Nếu hắn là đệ tử Phù Vân Kiếm Tông thì chắc hẳn lúc này trong lòng cũng vô cùng bất bình. Chuyện của kiếm khách thì suy cho cùng vẫn phải giải quyết bằng thanh kiếm trong tay. Không phục thì đánh tới bao giờ phục thì thôi. Soạt. Lâm Nhất đi tới đâu, những đệ tử trên quảng trường tự động tách ra một lối đi đến đó. Không bao lâu sau, Lâm Nhất đã nhìn thấy tất cả trưởng lão trên đài cao và toàn bộ đại đệ tử thân truyền đứng song song với các trưởng lão. Lâm Nhất quét mắt. Trông thấy Vương Vũ Nhược đứng bên cạnh Diệp Tử Lăng, bèn mỉm cười, chớp mắt với đối phương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhất sư đệ thật to gan, không hề luống cuống chút nào, đây chính là khí phách mà chỉ những ai đã từng giết rất nhiều người mới có ư. Tiểu cô nương thầm ngạc nhiên, mặt đỏ bừng, vừa định gật đầu với hắn thì Diệp Tử Lăng đã hung hăng trừng mắt. Vương Vũ Nhược vội cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa, chỉ có điều khoảnh khắc cúi đầu xuống. Nàng ấy vẫn vụng trộm liếc nhìn Lâm Nhất. Nhất sư đệ thật đẹp trai, nàng ấy thầm nghĩ. Vèo. Một ánh mắt lạnh giá nhìn về phía Lâm Nhất, đó là ánh mắt đầy ý cảnh cáo của Diệp Tử Lăng. Nữ tử này muốn nhằm vào ta. Lâm Nhất nghĩ thầm như vậy, có điều nàng ta như vậy cũng còn đỡ. Ánh mắt của gã Phùng Trương từng kêu gào lớn tiếng trước mặt hắn mới ngập tràn địch ý và khinh thường. Ta đường đường là tinh quân mà lại phải dẫn đường cho ngươi, ngươi chịu được ư? Lời đối phương từng nói vẫn còn văng vẳng bên tai, lúc ấy Lâm Nhất không để ý tới không có nghĩa là hắn thật sự không so đo. Khi Lâm Nhất chuẩn bị hành lễ với các trưởng lão trên đài cao, một bóng người giữa bầu trời chợt hóa thành ánh kiếm, lao xuống như chớp giật. Ầm, kiếm thế lồng lộng tỏa ra khiến mọi người ngạt thở, áp lực toàn thân tăng gấp bội, kiếm ý trong cơ thể run rẩy. Bái kiến trưởng giáo, đám đệ tử ký danh và đệ tử nội môn đồng loạt cầm kiếm hành lễ. Khung cảnh oai nghiêm, tiếng hô văng vẳng bên tai như tiếng sấm. Đôi mắt Lâm Nhất lóe lên ánh sáng lạ, hắn chắp tay hành lễ. Tu vi của lão già áo xám này dường như không bằng Phong Giác tiền bối nhưng kiếm ý của ông ta thì kinh khủng hơn. Trưởng giáo áo xám ra hiệu cho mọi người đứng dậy, sau đó nghiêm giọng tuyên bố, chắc hẳn mọi người đều đã nghe nói về chuyện mà hôm nay ta muốn tuyên bố rồi. Hai hôm nay, lời đồn xuất hiện khắp nơi, bay loạn đầy trời. Thậm chí có người còn công kích cả lão phu, trách ta bất công, khiến các đệ tử lạnh lòng.
Lời ông ta nói ẩn chứa sự giận dữ, đám đệ tử lập tức tái mặt, run rẩy, không dám phản bác. Ngay cả sắc mặt của các đệ tử thân truyền cũng không được đẹp mắt, nhất là Phùng Trương. Lời đồn được lan truyền sôi nổi như vậy không thể thiếu sự giúp sức âm thầm của hắn ta. Tin tức Lâm Nhất không lọt vào bảng thông thiên là do hắn ta sai người lan truyền. Lâm Nhất, lúc mọi người ở đây đang hoảng sợ không thôi, trưởng giáo Phi Vân chợt quát to một tiếng, gọi Lâm Nhất nhìn ông ta. Ánh mắt của ông ta tựa như hai thanh bảo kiếm sắc bén đâm rách hư không, khóa chặt lấy Lâm Nhất, lập tức khiến hắn vô cùng khó chịu. Kiếm thế này thật đáng sợ. Lâm Nhất bị gọi tên, thầm nhủ như vậy trong lòng, chắp tay nói, có. Trưởng giáo nghiêm giọng bảo, ngươi là kiếm khách, hẳn là cũng không muốn bị người khác chỉ trỏ sau lưng, tài năng không tương xứng với địa vị chắc chắn sẽ bị ghen ghét. Trên con đường thông thiên, ngươi nổi danh là kẻ hung hãn, sợ hãi rụt rè không phải phong cách của ngươi. Hôm nay ngươi đã dám quang minh chính đại đến đây, có phải là đã hạ quyết tâm áp chế uy phong của đệ tử Phù Vân Kiếm Tông ta? Ông ta vừa dứt lời, trên điện Phi Vân lập tức xôn xao, tại sao lời của trưởng giáo lại nghe lạ lùng vậy chứ? Rõ ràng là hôm nay bọn họ định kiếm chuyện với Lâm Nhất, nhưng bây giờ lại thành ra là Lâm Nhất coi thường bọn họ. Lão già họm hẹm này thật xấu xa, ông ta đâu phải là gài bẫy ngươi, rõ ràng là đẩy ngươi vào nước sôi lửa bỏng. Lát nữa nếu như ngươi bị người khác giẫm dưới chân thì đúng là mất mặt to, trong khi đó Phù Vân Kiếm Tông của ông ta thì lại tha hồ nở mày nở mặt. Tiểu Băng Phượng nằm trong hộp kiếm tử diên, cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Nhất thầm cười khổ, trưởng giáo này đúng là ác thật. Vốn dĩ đệ tử tông môn đã bất mãn với hắn rồi. Nếu như hắn thừa nhận hôm nay mình tới đây là để làm bọn họ xấu mặt thì chẳng phải bọn họ sẽ nổi tiên, độ thù hằn tăng vọt hay sao? Nhưng ông ta nói cũng đúng. Sợ hãi rụt rè chưa bao giờ là phong cách của Lâm Nhất. Bọn họ đã muốn chơi thì hắn sẽ chơi với bọn họ tới cùng. Đôi mắt Lâm Nhất lóe lên sự sắc bén, hắn cười nói, trưởng giáo nói vậy cũng không sai, kém tài, tài không xứng vị ắt sẽ bị ganh ghét. Hôm nay Lâm Mỗ tới đây chính là để xem thử xem ai dám ganh ghét Lâm Mỗ. Vèo, toàn bộ điện Phi Vân lập tức sôi trào, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Nhất, hắn thế này không khỏi quá ngông cuồng. Không chỉ chiếm suất đệ tử thân truyền của bọn họ, cướp cơ hội lên núi Thánh Kiếm, mà còn dám không coi ai ra gì như vậy, chỉ còn thiếu điều tuyên bố Phù Vân Kiếm Tông cũng chỉ vậy mà thôi. Có lẽ Phù Vân Kiếm Tông cũng chỉ có vậy mà thôi. Đệ tử của tông môn chưa chắc đã có thể bì được với nhân tài trên con đường thông thiên, đúng không? Mọi người vừa mới nhủ thầm xong thì Lâm Nhất lại nói tiếp khiến tất cả trở nên kích động. Ngay cả đám đông đệ tử thân truyền trên đài cũng khẽ nhíu mày. Một thiên phách nhỏ bé thực sự không biết tự lượng sức mình. Vũ Nhược kinh ngạc che miệng, nói nhỏ, nhất sư đệ muốn làm gì vậy? Diệp Tử Lăng cũng không hiểu, nàng ta thản nhiên nói, chỉ là một kẻ ngông cuồng mà thôi. Tiếng ồn ào không sao lắng xuống được, Lâm Nhất đứng thẳng người, không sợ hãi, hai mắt híp lại, nhìn về phía trưởng giáo, nhếch miệng cười. Đã muốn chơi thì chơi lớn luôn. Đôi mắt già nua của trưởng giáo cũng lóe lên ý cười, ông ta nói. Như ngươi mong muốn, Phù Vân Kiếm Tông ta có đệ tử nào muốn lĩnh giáo cao chiêu của kẻ này không? Quách Minh, đệ tử ký danh của Phù Vân Kiếm Tông, xin Lâm công tử chỉ giáo. Gần như trưởng giáo vừa dứt lời là một thanh niên lập tức bước ra khỏi hàng, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Nhất. Thấy Quách Minh bước ra khỏi hàng, những người cũng đang nóng lòng muốn tỉ thí khác đều mắt sáng lên, không vội mở miệng. Quách Minh chỉ là đệ tử ký danh của Phù Vân Kiếm Tông nhưng tu vi đã là thiên phách tầng 6 đỉnh phong. Nếu như Lâm Nhất không đánh bại nổi đệ tử ký danh của Phù Vân Kiếm Tông thì đúng là mất mặt to. Xuất đệ tử thân truyền và lên núi Thánh Kiếm không thể có phần của hắn được. Ngay cả đệ tử ký danh cũng dám ra tay, đúng là xem thường người khác mà. Lâm Nhất cười thầm, nói khẽ, ngươi không xứng giao thủ với ta. Ngông cuồng vậy ư? Đệ tử ký danh không xứng giao thủ với hắn. Cho dù là đệ tử ký danh của Phù Vân Kiếm Tông thì cũng là nhân vật có sức nặng ở Phủ Thương Huyền. Có thể dễ dàng đánh bại những người bình thường ở cùng cảnh giới. Đôi mắt Quách Minh bốc lên lửa giận nhưng hắn ta ráng nhịn, trầm ngâm nói, chắc là ngươi vừa mới lên tới cảnh giới thiên phách tầng 6 không bao lâu, ta đã ở cảnh giới thiên phách tầng 6 3 tháng rồi. Ta đánh với ngươi đúng là hơi thiệt cho ngươi. Lâm Nhất vỗ con mèo ngốc trong lòng, cười nói, ngươi cứ thắng được ma sủng của ta đã rồi nói sau. Một con mèo. Nhìn thấy con mèo đen béo mập trong lòng Lâm Nhất, đệ tử Phù Vân Kiếm Tông cau mày. Thế này không khỏi quá xem thường người khác. Khuôn mặt của Quách Minh nhăn hẳn lại,
cơn giận trong lòng đã đạt tới đỉnh điểm, hắn ta nghiêm nghị nói, người nghĩ mình là yêu nghiệt siêu phàm trên bảng thông thiên hay sao, ngay cả xuất thủ cũng không chịu, lại để một con mèo tới làm nhục ta. Người cứ thắng được đi đã rồi nói sau, thắng nó tương đương thắng ta, đừng nói là ta ức hiếp người khác là được. Lâm Nhất cười nói, ức hiếp người khác ư, người đừng trách ta xuống tay vô tình là được rồi, kiếm trong tay của ta đã chém không biết bao nhiêu yêu thú cấp bá chủ rồi. Quách Minh lạnh lùng nói, trong lòng thầm hạ quyết tâm phải giết chết con mèo này. Bù! Con mèo ngốc nhảy khỏi ngực Lâm Nhất, đôi mắt gian xảo liếc nhìn túi chữ vật bên hông mọi người, sau đó tuét miệng cười, nó không cười còn đỡ, cười lên trông rõ là gian. Quách sư đệ, làm thịt con mèo này đi. Con mèo này cười trông rõ là hèn. Xem ra nó chẳng phải con mèo tốt lành gì, Quách sư đệ đừng nương tay, phải dạy cho nó một bài học. Một đám đệ tử tới tấp la ầm lên. Rất nhiều đệ tử thân truyền và trưởng lão trên đài cũng cười khẩy. Đương nhiên bọn họ đã nhìn ra con mèo đen này có huyết mạch của rồng nhưng dù sao nó cũng chỉ là một con mèo mà thôi. Dám dùng nó làm nhục đệ tử Phù Vân Kiếm Tông, Lâm Nhất không khỏi quá ngông cuồng rồi. Con mèo này béo thật đấy, buổi tối mọi người nướng lên ăn đi. Thịt mèo có long huyết chắc chắn không tồi. Ánh mắt Phùng Trương lóe lên sự khinh thường, hắn ta mở miệng đùa cợt, lập tức khiến một nhóm người cười to. Chết đi. Ánh mắt Quách Minh lóe lên tia sáng lạnh lẽo, thân hình lóe một cái, tay phải nắm chuôi kiếm, tung mình lên trời. Hắn ta không muốn tốn quá nhiều thời gian, đây chỉ là một con mèo thôi, nếu phải rằng có rất lâu mới thắng được thì không khỏi quá mất mặt. Hắn ta muốn một nhát cứa cổ luôn. Nhưng khi hắn ta muốn rút kiếm ra, con mèo đen trông khá mập mạp kia lại vù một cái, không còn thấy bóng dáng đâu. Đi đâu rồi? Đúng lúc Quách Minh đang ngờ vực thì trên trời đột nhiên vọng xuống tiếng rồng gầm, khí tức ngang ngược kinh khủng tràn ngập bốn bề. Một bóng đen khổng lồ bao phủ toàn bộ người hắn ta. Hắn ta còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã bị bàn chân khổng lồ như ngọn núi của một con long viên đè xuống. Vèo vèo. Chỉ trong chớp mắt, bàn chân khổng lồ của long viên đã nghiền nát toàn bộ kiếm thế trên người hắn ta, thế như trẻ tre. Phụt. Quách Minh phun ra một ngụm máu tươi, lập tức ngất xỉu. Toàn bộ thân thể bị bàn chân khổng lồ của long viên nhấn xuống đất. Ầm ầm. Sau đòn đánh này, điện phi vân rộng lớn hết sức chấn động, ánh mắt mọi người lộ rõ vẻ khó tin. Một con long viên toàn thân lượn lờ huyết quang, tản ra hơi thở ngang ngược đứng lặng trước mặt mọi người, khiến người ta run rẩy, không dám nhìn thẳng. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều giật mình hoảng hốt rớt cả cằm, hoàn toàn không nói nên lời. Thế này nào có phải là con mèo ngốc, rõ ràng nó là một con long viên thái cổ. Đúng là ức hiếp người khác. Đòn đánh này thực sự khá ngầu. Đệ tử ký danh không chịu nổi một đòn, bị con mèo ngốc dễ dàng đánh bại. Đó chỉ là một đòn chân hết sức bình thường, thậm chí không hề dùng tới Ma Côn Thiên Khôi. Nếu nó lấy Ma Côn Thiên Khôi ra, với lai lịch cổ xưa của Ma Côn thì chỉ cần một đòn thôi, e là Quách Minh đã hóa thành cho bụi, không còn trở lại lấy một mẩu xương vụn. Những người xem thường Lâm Nhất ban nãy đều trợn tròn mắt, chố mắt ngây người. Hoàn toàn không nói nên lời. Nhất là Phùng Trương, vừa rồi hắn ta còn mới nói là tối nay sẽ có lộc ăn, lập tức đã bị vả mặt, phải nói là cực kỳ khó chịu. Phùng sư huynh, con mèo béo này có vẻ rất lợi hại. Bên cạnh hắn có tên sư đệ không biết quan sát, ngẩn người suy nghĩ, líu lưỡi không thôi. Hừ, sắc mặt của Phùng Trương vốn đã không tốt rồi, hắn ta quay qua hung hăng chừng mắt nhìn người vừa nói một cái, con mèo đó có thể không lợi hại hay sao? Hắn ta không bị mù, sao có thể không thấy một chân của nó đã đập Quách Minh ngất xỉu, không chống trả nổi. Người kia ngượng ngùng cười một tiếng, biết mình nói sai. Sao ma sủng này lại kinh khủng vậy nhỉ? Rất nhiều đệ tử thân truyền đều cảm nhận được một chút áp lực, giật mình không tin nổi, đổ dồn lại nhìn Lâm Nhất. Ánh mắt lộ vẻ ganh tị, không ngờ hắn lại có một con mèo đen huyết mạch long viên. Ngay cả ở vùng hoang cổ thì ma sủng này cũng vẫn cực kỳ hiếm thấy. Lâm Nhất, người vô liêm sỉ. Ức hiếp người khác quá đáng, rõ ràng Quách Minh sư đệ muốn giao thủ với ngươi, người bảo ma sủng ra nghênh chiến thì có gì tài ba. Người có phải nam tử không? Ỷ vào ma sủng bắt nạt Quách Minh sư huynh. Ma sủng của ngươi ra tay quá hung ác, Quách Minh sư huynh chỉ luận bàn với ngươi thôi mà, vô liêm sỉ. Có bản lĩnh thì tự lên đi. Sau một thoáng kinh ngạc, đám đông sực hiểu ra Lâm Nhất làm vậy là đang chơi xấu. Ai nấy đều bất bình. Tức giận nhìn về phía Lâm Nhất, những tiếng ồn ào nhiều không đếm xuể vang lên. Đệ tử Phù Vân Kiếm Tông ngập tràn căm phẫn, đua nhau mắng chửi.
Vèo. Tiểu Hồng hóa thân Long Viên, hai mắt xuất hiện huyết quang, hung hăng quét mắt nhìn mọi người. Mọi người sợ hãi, tới tấp lui lại, không dám nói lời nào. Lâm Nhất tuét miệng cười một tiếng, đáp đầy vô tội, xin lỗi nhé, đầu óc của ma sủng này của ta không được tốt lắm, một khi nó đã hung lên thì ngay cả chính mình nó cũng đánh, các ngươi nói lớn tiếng quá, nếu nó dọa các ngươi sợ chết thì ta cũng không ngăn cản nổi nó đâu. Tên này còn đắc ý nữa. Nhìn thấy nụ cười vô tội trên mặt Lâm Nhất, đám đông tức nghiến răng nghiến lợi nhưng vì bị con vượn ma kia nhìn chằm chằm nên không dám nổi giận. Người nào người nấy mặt đỏ gay, cực kỳ uất ức. Nhưng suy cho cùng thì người dùng ma sủng đối chiến với Quách Minh sư huynh vẫn là ức hiếp người ta. Một người lấy can đảm nói với Lâm Nhất, nói xong lập tức rụt người lại. Lâm Nhất cười nói, ngại quá, bị ngươi phát hiện ra rồi. Có điều các ngươi không nghe rõ lời trưởng giáo đại nhân nói à? Hôm nay Lâm Mỗ tới đây chính là để ức hiếp người khác. Lời hắn nói phách lối tột cùng, ngông cuồng đến mức không thể ngông cuồng hơn, ở trước điện Phi Vân, dám tuyên bố mình đến đây để ức hiếp người khác. Tại Phủ Thương Huyền, võ giả vào được Phủ Vân Kiếm Tông ít nhiều đều có tính ngông nghênh. Bọn họ là kiếm khách, người nào người nấy ngông nghênh, khí phách, bình thường hành tẩu tứ phương, chưa từng coi kiếm khách của thế lực khác ra gì. Chưa từng có ai dám ngang ngược nói khoác không biết ngượng như vậy ngay trước mặt đông đảo đệ tử tông môn. Chính là đến để ức hiếp người khác, đúng là không coi ai ra gì. Ai nấy đều giận dữ, chỉ hận không thể lập tức giẫm nát Lâm Nhất dưới chân. Vù! Bốn bóng người xông ra khỏi đám đông, nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất. Trên người bọn họ đều mặc trang phục của đệ tử nội môn, hơi thở vững chãi, tu vi sâu dày thiên phách tầng 7, kiếm thế trên người nặng như núi. Bọn họ đứng chung một chỗ như một dãy núi vắt ngang trước mặt mọi người, kiếm ý mạnh mẽ khiến người ta choáng váng. Trương Tuần, Tào Tử Diễn, Vương Hạc, Liễu Phong, bốn người tự giới thiệu, trong đám đông lập tức có tiếng ồ lên không nhỏ. Bốn người này đều là đệ tử nội môn, thực lực thuộc top 10. Một năm trước, kiếm ý đã đạt tới cảnh giới thông linh. Nửa năm trước đạt tới thông linh đại thành. Với thiên phú kiếm ý mạnh như vậy, có thể nói bọn họ là ngôi sao ngày mai, là nhân tài mới của Phủ Vân Kiếm Tông. Trong vòng một năm, chắc chắn bọn họ sẽ trở thành đệ tử thân truyền. Một khi trở thành thân truyền, đương nhiên bọn họ sẽ nhanh chóng quật khởi, khiến nhiều đệ tử thân truyền cũng bị giảm thứ hạng. Trên đài, đông đảo trưởng lão đều mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Bất kỳ một ai trong số bọn họ chắc là đều có thể dễ dàng thắng Lâm Nhất. Hôm nay không thể để Lâm Nhất cứ phách lối thế này mãi được. Nếu không sẽ trở thành trò cười to. Nếu ngươi cảm thấy bọn ta ức hiếp ngươi về tu vi thì có quyền tùy ý chọn một người. Đệ tử ký danh không có tư cách giao thủ với ngươi, vậy hẳn là bọn ta có tư cách này chứ. Ánh mắt bốn người này sắc như kiếm nhìn Lâm Nhất, toát lên sự sắc bén và ngông nghênh của nhân tài kiếm đạo. Tư cách thì có đấy nhưng không hề ức hiếp ta chút nào, có điều. Lâm Nhất dừng lời, liếc nhìn mấy người rồi uể oải cười nói, bốn người các ngươi cùng xông lên đi. Nếu không sẽ khó chịu lắm. Kiếm ý thông linh trên người bốn người lập tức bừng lên. Kiếm thế mạnh mẽ vô song tỏa ra sự sắc bén cực kỳ đáng sợ. Bọn họ giống như bốn chuôi bảo kiếm tuyệt thế đứng giữa đất trời nơi này, đôi mắt lóe lên sự giận dữ. Bầu không khí trên điện Phi Vân lập tức căng thẳng, mọi người ớn lạnh từng cơn, ai nấy đều cảm nhận được bốn người bọn Tào Tử Diễn thực sự tức giận, người nào người nấy đều khá là giận dữ. Bốn người này đều không phải dạng dễ trêu. Hung ác có tiếng ở Phủ Vân Kiếm Tông, bình thường nếu có ai đắc tội một trong bốn người thì kết cục đều cực kỳ thê thảm. Không coi ai ra gì cũng phải có giới hạn thôi. Tào Tử Diễn ra tay trước, vừa dứt lời, bóng dáng đã biến mất. Ngay sau đó trong hư không vang lên tiếng rít vô cùng chói tai, kiếm quang sáng chói chiếu rọi. Kiếm quang ấy sáng lên trên người Tào Tử Diễn, chói mắt tới mức người xem không mở nổi mắt. Nhanh thật! Đám đông suýt xoa! Bình thường rất hiếm khi thấy bốn người này cùng ra tay, giờ được nhìn thấy mới biết đúng là danh bất hư truyền. Quả nhiên bốn người được coi là ngôi sao của ngày mai cũng có chỗ hơn người. Nhưng tốc độ vụt sáng nhanh mà tắt lịm cũng nhanh, nhanh ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Khoảnh khắc Lâm Nhất vươn tay ra, kiếm quang trên người Tào Tử Diễn không còn sót lại chút gì. Phụt! Khi trưởng này được tung ra, Tào Tử Diễn còn chưa kịp chạm vào gấu áo của Lâm Nhất thì đã bị đánh bay từ xa. Tới khi rơi xuống đất, hắn ta rên lên một tiếng, sắc mặt liên tục thay đổi rồi lập tức ho ra một búng máu tươi. Sao lại vậy được? Không ai ngờ rằng, chỉ một chưởng thôi, Lâm Nhất đã đánh bay Tào Tử Diễn.
Cho dù Tào Tử Diễn có phần khinh địch nhưng như vậy cũng vẫn mạnh ngoài sức tưởng tượng. Ba người còn lại quá đỗi sợ hãi, ánh mắt nhìn Lâm Nhất không giấu nổi sự ngạc nhiên. Lâm Mỗ nói rồi, hôm nay ta tới đây là để ức hiếp người khác, đừng có không phục. Không phục thì cả bốn người cùng xông lên đi. Lâm Nhất nhếch miệng cười, mái tóc dài bay múa, thái độ cực kỳ khoa trương. Không đợi đám đông kịp có phản ứng, hắn đã giang hai tay ra, chủ động tấn công bốn người kia. Một thứ áp lực khổng lồ lập tức khiến bốn người bọn họ khó thở, tiếng leng keng vang lên, bốn người không tự chủ được, tới tấp rút bội kiếm ra. Năm bóng người nhanh chóng lao vào một trận ác chiến, chân nguyên khuấy động, kiếm quang ngang dọc. Bốn người dốc hết toàn lực, nỗ lực phòng thủ vững chắc trước thế tấn công của Lâm Nhất, gần như có thủ đoạn nào có thể dùng được là đều đã dùng hết. Vậy nhưng chẳng bao lâu sau, bọn họ đã không còn sức chống đỡ là bao. Nguyệt mãn hoa hương. Thần dương diệu nhật. Lâm Nhất tung song quyền, võ học cấp đế giả cao cấp nhất này được hắn thực hiện thuần thục, trái phải nở hoa. Một quyền như mặt trời, một quyền như mặt trăng. Khi quyền ảnh quét ngang, bốn người bọn Tào Tử Diễn thổ huyết, đánh rơi kiếm xuống đất, chố mắt ngây người ra nhìn. Phù Vân Kiếm Tông đúng là chỉ có vậy mà thôi. Lâm Nhất nhún nhẹ mũi chân, quay trở về chỗ cũ, đứng chắp tay sau lưng, uể oải nói. Tức, đám đông tức nghiến răng khi thấy Lâm Nhất diễu võ dương oai nhưng không phản bác được. Nếu như trước đó bọn họ còn có thể giận dữ mắng mỏ đối phương chỉ biết dựa vào sức mạnh của ma sủng thì cảnh tượng trước mắt chính là một cú tát vào mặt tất cả bọn họ. Lâm Nhất đích thân ra tay, không chỉ vậy còn lấy một địch bốn, đánh các nhân tài mới nổi của kiếm tông thê thảm. Áp đảo tuyệt đối. Lâm Nhất nói năng rất ngông cuồng, nhưng hắn không thể kiềm chế nổi để không ngông cuồng. Chút chuyện vặt này có là gì? Chỉ là lấy một địch bốn thôi mà. Ở trận chiến trên con đường thông thiên đỉnh phong, hắn còn lấy một địch mười, đối thủ đều là giới tử mười phương chiến giới. Hắn nói mình đang ức hiếp người khác không phải là nói đùa, hắn đang ức hiếp người ta thật. Chơi mà, phải chơi lớn một chút. Chớ bắt nạt Phù Vân Kiếm Tông ta không có ai. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, một bóng người cao rong ròng bước ra khỏi đám đông. Trên người người này mặc áo đen, khuôn mặt gầy gò, thân thể bên trong chiếc áo đen mỏng như kiếm, trường sam rộng thùng thình không ngừng đong đưa. Ngô Sư Huynh cũng lên rồi. Trong đám đông vang lên tiếng ồn ào không nhỏ. Phải biết rằng Ngô Khôn là kiếm si nổi tiếng trong số các đệ tử nội môn. Tu vi của hắn ta đã sớm đạt đến thiên phách tầng 7 đỉnh phong, trong khí hải gieo mấy đóa hoa tinh ma. Hắn ta cũng là người được công nhận là giỏi nhất trong số các đệ tử nội môn. Tính tình hắn ta quái gở, cuộc đời như thể ngoài kiếm ra không còn gì khác. Sự xuất hiện của hắn ta khiến không ít đệ tử thân truyền lộ vẻ kiêng dè. Người này là một nhân vật hung ác, không có bất kỳ đệ tử thân truyền nào dám coi thường. Ngay cả Diệp Tử Lăng cũng kinh ngạc, sự xuất hiện của hắn ta thật sự khiến người ta thấy bất ngờ. Ngô Khôn đã sớm có thể trở thành đệ tử thân truyền nhưng hắn ta từng thề. Ngày nào kiếm ý không đạt đến thông thiên thì ngày đó không trở thành tinh quân. Hắn ta là kiếm si, kiếm ý thông linh của hắn ta đã sớm đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong viên mãn, kinh khủng hơn tuyệt đại đa số đệ tử thân truyền. Lay động, Ngô Khôn vung tay lên một cái, bội kiếm của hắn ta lập tức bị quẳng đi như sét đánh, đáp xuống mặt đất. Thái độ này của hắn ta khiến mắt mọi người sáng lên. Ban nãy Lâm Nhất không cần rút kiếm đã có thể đánh bại bốn người bọn Tào Tử Diễn. Hiện tại hắn ta cũng không muốn rút kiếm, hắn ta muốn lấy lại thể diện đã mất cho Phù Vân Kiếm Tông. Ngươi rất mạnh, nhưng trong mắt ta, ngươi không đáng nhắc tới. Mặt mày Ngô Khôn lạnh lùng, kiêu ngạo, vừa dứt lời, hắn ta lập tức bước một bước, khi bàn chân hạ xuống, toàn thân tỏa ra kiếm quang nồng đậm, kiếm thế ngập trời không ngừng hội tụ vào người hắn ta. Hắn ta tiến lên trước, mỗi khi đi một bước, kiếm thế trên người lại tăng lên rõ rệt. Sau khi bước đủ 7 bước, kiếm quang trên người hắn đã sáng chói tới mức không thể nhìn thẳng. Chói mắt, lóa mắt, chói sáng hơn người. Đây chính là kiếm ý thông linh đỉnh phong viên mãn ư. Trong lòng mọi người vô cùng chấn động, lập tức sinh lòng ngưỡng mộ. Giờ nhận thua còn kịp, nếu không ta mà bước ra bước tiếp theo thì ta chẳng dám đảm bảo ngươi có thể sống sót được đâu. Ngươi không thể tưởng tượng nổi kiếm ý của ta đáng sợ đến mức nào đâu. Ngô Khôn vênh mặt, lạnh nhạt nói. Chưa đến 20 tuổi đã sở hữu kiếm ý thông linh đại viên mãn thì quả thật có vốn liếng để mà kiêu ngạo. Vậy ngươi bước cho ta xem coi nào. Lâm Nhất khoanh tay trước ngực, cười khẩy nói. Tên khốn kia. Vẻ bỡn cợt của hắn quả thật khiến cho người ta không tài nào nhịn nổi,
nhưng lần này mọi người lại chỉ cười lạnh, chứ không mất kiểm soát đến nghiến răng nghiến lợi. Dám ngông cuồng như vậy trước mặt Ngô Khôn sư huynh thì đúng là không biết sống chết mà. Đắc tội rồi. Ngô Khôn lạnh lùng nói xong cũng không hề chần chờ, nhưng ngay khi hắn ta định nhấc chân lên thì lại hoảng sợ phát hiện mình chẳng thể nhúc nhích được, trước mặt như có một lực cản vô hình nào đó. Kiếm ý mạnh đến nỗi có thể xuyên thủng mọi thứ của hắn ta lại chẳng thể nhúc nhích mảy may. Ngô Khôn kinh ngạc ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Nhất đang cười như không cười nhìn mình. Ánh mắt đó khiến hắn ta cực kỳ bực bội, âm thầm thi triển kiếm ý đến mức cùng cực, nhưng vẫn chẳng thể tiến lên một bước. Ngô Khôn lại nhìn về phía Lâm Nhất thì đã không còn vẻ kiêu ngạo nào nữa, mặt mày lập tức hoang mang rối loạn, trong lòng cũng sợ hãi tột độ. Chuyện gì thế này? Thoáng chốc đã có người phát hiện điều kỳ lạ, Ngô Khôn chỉ cần bước lên trước một bước là kiếm thế đỉnh cấp của hắn sẽ hoàn toàn bùng nổ. Nhưng, hắn ta vẫn chậm chạp không tiến lên một bước. Trong mắt Diệp Tử Lăng toát ra vẻ kinh ngạc, thậm chí nàng ta còn cảm thấy hết sức khó hiểu đến nỗi không kiềm được tiến lên phía trước. Phùng Trương lập tức thay đổi sắc mặt, lẽ nào Ngô Khôn cũng chẳng thể làm gì được Lâm Nhất. Số đông đệ tử trong Phi Vân Điện đều trở nên căng thẳng, không hiểu ra sao và âm thầm sốt ruột. Không đi nổi hả, vậy để ta tiến lên mấy bước trước cho. Lâm Nhất thả tay xuống, mỉm cười tiến về phía trước. Một bước, kiếm quang trên người Ngô Khôn lập tức tối đi, vội vàng lùi ra sau, nhưng kiếm ý trong cơ thể hắn ta vẫn đang đau khổ chống cự. Lâm Nhất không nói gì. Lại bước lên trước một bước. Hắn cứ thế thong thả tiến về phía trước, hễ tiến lên một bước là Ngô Khôn lại lùi về sau một bước. Tình hình lập tức đảo ngược khiến người ta trợn mắt há hốc miệng, hoàn toàn không thốt nên lời. Sao có thể thế được chứ? Sau 7 bước, kiếm quang trên người Ngô Khôn cũng lụi tắt rồi phun ra một ngụm máu. Bịch! Sắc mặt hắn ta trắng bệch, cuối cùng không chịu nổi phải quỳ một gối xuống đất. Quỳ kìa! Đến cả Ngô Khôn cũng thua thảm trước mặt Lâm Nhất. Những người cười khẩy trước đó đều ngơ ngác trợn to mắt. Giờ đã biết ai chẳng đáng một đồng chưa? Lâm Nhất trực tiếp vẫy tay, kiếm thế cuồn cuộn hóa thành cơn lốc đánh bay Ngô Khôn, mà hắn ta lại không hề có một chút sức phản kháng nào. Đợi đến khi hắn ta rơi xuống, trái tim của nhiều người cũng nát theo cú rơi ấy, nhưng ánh mắt kia cũng không còn dám coi nhẹ Lâm Nhất nữa. Ánh mắt Lâm Nhất tràn ngập vẻ kiêu ngạo, khinh thường chúng sinh, khẽ cười nói, tài không xứng chức, chắc chắn sẽ bị người đố kỵ. Vậy hôm nay, ta sẽ xem thử từ trên xuống dưới Phủ Vân Tông còn ai dám ghen ghét. Ai dám đánh một trận với ta nữa không? Ai dám đánh, ai dám ghen ghét. Đây mới là phong cách của Lâm Nhất. Hắn đã chém giết trên con đường thông thiên một khoảng thời gian rất lâu, đến cả 10 phương giới tử cũng bị nghiền nát, năm chết, vô số kẻ bị thương. Nếu hắn muốn thì chắc chẳng có kẻ nào trong 10 phương giới tử còn sống. Chỉ với đôi chút tình hình trước mắt mà còn bó tay bó chân, không dám thể hiện. Không khỏi uổng cho cả một năm chém giết kia của hắn. Trong một năm đó, Lâm Nhất đã trải qua sự sống và cái chết, vô số lần rơi vào đường cùng, nhiều lần bị người dồn đến bên vờ vực thảm, nhưng hắn vẫn vượt qua. Ở trận chiến cuối cùng, hắn đã thể hiện ra tài năng của mình, lấy được vị trí đầu bảng trên con đường thông thiên. Những người ở trong Phi Vân Điện này chẳng thể nào hiểu được mọi khó khăn và khổ đau mà hắn đã phải trải qua. Lâm Nhất thu kiếm thế lại, nhưng Ngô Khôn vẫn ngơ ngác nhìn. Quỳ trên mặt đất không dậy nổi. Hắn ta thế mà lại thua, còn thua ở mặt mạnh nhất của mình. Tư chất của hắn ta không dám xưng là có 102 ở Thường Huyền Phủ, nhưng ít nhất cũng nằm trong top 10. Vậy mà hôm nay lại thua thê thảm như vậy, thậm chí chữ thảm còn chưa thể lột tả hết được. Kiếm ý thông thiên. Ngô Khôn bỗng nhiên nhớ đến gì đó, ngẩng phát đầu lên nhìn về phía Lâm Nhất. Kiếm khách áo xanh trước mặt cũng chưa đến 20 tuổi, sắp xỉ mình. Quan trọng hơn là tu vi còn thấp hơn hắn ta, chỉ mới đột phá thiên phách tầng 6 mà thôi. Có lẽ, hắn đã gặp được kỳ ngộ nào đó trên con đường thông thiên, hoa tinh ma trong khí hải có khi còn nhiều mình nữa ấy chứ. Nhưng nếu kiếm ý mà đạt tới cảnh giới thông thiên thì lại hơi khó tin, trong cả cái Phủ Vân kiếm tông to như vậy, kể cả trưởng lão thì chắc người sở hữu kiếm ý thông thiên chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Còn trong hàng ngũ các đệ tử thân thuyền thì chỉ có 2 người sở hữu kiếm ý thông thiên. Nhưng, 2 người đó đột phá tinh quân mới hiểu được nó và vẫn chưa đạt được bất cứ thành tựu nào. Không ai trong Phủ Vân Kiếm Tông biết rõ hơn hắn ta, trước khi đột phá tinh quân mà muốn hiểu được kiếm ý thông thiên sẽ khó khăn như thế nào. Song một khi hiểu được kiếm ý thông thiên trước khi đột phá tinh quân, vậy lợi ích mà nó mang lại sẽ cực kỳ khủng bố. Hắn, hiểu được kiếm ý thông thiên.
Ngô Khôn bị suy nghĩ ấy của mình dọa sợ, song bỗng dưng lại phủ định điều ấy, chắc chắn không thể nào có chuyện đó được. Phi Vân Điện thoáng chốc im lặng như chết, chẳng những Ngô Khôn mà những đệ tử nội môn hay ký danh khác đều hết sức kinh ngạc. Đến cả những đệ tử thân truyền cũng ngạc nhiên nhìn Lâm Nhất. Sư huynh, chẳng phải huynh nói hắn còn chẳng lọt vào nổi Bạch Bảng hả, có đệ tử thân truyền đứng cạnh Phùng Trương thầm líu lưỡi, không tài nào tin nổi nói. Sắc mặt Phùng Trương hết sức khó coi không biết trả lời thế nào, hắn ta là người lén lút truyền Lâm Nhất không lọt vào được Bạch Bảng. Lúc hắn ta sỉ nhục Lâm Nhất đã có rất nhiều đệ tử thân truyền thấy, nhưng chuyện hôm nay lại giáng cho Phùng Trương một bạt tai. Người đến cả Bạch Bảng còn không lọt vào được, lại quét ngang Phù Vân Kiếm Tông, có vẻ như dưới tinh quân không có ai là đối thủ của hắn cả. Điều này quả thật hết sức châm chọc. Lâm Nhất thấy không ai nói chuyện, trên mặt lại nở nụ cười, lạnh nhạt hỏi, không ai nói gì hả? Xem ra mọi người không có ý kiến gì với việc ta trở thành đệ tử thân truyền và lên Thánh Kiếm Sơn. Ta luôn giải quyết vấn đề bằng lý lẽ, mọi người có không phục cái gì cứ việc nói, cùng trang lứa mà cứ nói thoải mái, đừng nhịn, nhịn lâu không tốt cho sức khỏe. Lại bắt đầu huênh hoang rồi đó. Mấy câu đầu của Lâm Nhất còn nghe được, nhưng càng nói lại càng chói tai. Mọi người tức muốn hộc máu, ai dám không phục, không phục đều bị ngươi đánh ói máu. Đến cả Ngô Khôn cũng phải quỳ xuống thì còn ai dám không phục chứ? Ai mà muốn nhịn chứ, nếu được thì đã đánh ngươi từ lâu rồi, ai còn muốn nhìn ngươi huênh hoang làm gì? Cả đám đều nghiến răng nghiến lợi, tức anh ách, nhưng lại chẳng thể làm được gì, quả thật ức chế. Hừ! Trong mắt Diệp Tử Lăng đang đứng trên đài toát ra vẻ giận dữ, tên nhóc kia đúng là kiêu ngạo mà. Nếu không phải trưởng môn cố tình dặn nàng ta không được nhúng tay vào thì quả thật muốn đi xuống dạy cho hắn một bài học. Ánh mắt những đệ tử thân truyền khác lập lòe, không phải họ sợ Lâm Nhất, tu vi của họ đặt ở nói đó, dù Lâm Nhất có lợi hại đến mấy cũng chẳng phải đối thủ của họ. Nhưng tinh quân lại đánh nhau với thiên phách thì quả thật thắng cũng mang nhục, hơn nữa có lẽ trưởng môn cũng sẽ không vui. Quả thật là chẳng thể làm được gì tên nhóc đó. Cảm ơn mọi người, sau này chúng ta là sư huynh đệ của nhau rồi, Lâm Nhất hỏi hai lần cũng chẳng ai nói gì, bèn cười chắp tay chào mọi người. Hắn không cần cái thân phận đệ tử thân truyền, nhưng vẫn muốn lên Thánh Kiếm Sơn. Lần đầu thấy đã nhớ mãi không quên. Trên Thánh Kiếm Sơn chắc chắn có bí mật. Trưởng môn đại nhân, ta có một câu không biết có nên nói hay không, nhưng đúng lúc này, sắc mặt Phùng Trương đổi tới đổi lui rồi chắp tay nói với trưởng môn. Trưởng môn liếc hắn ta một cái rồi nhàn nhạt bảo, không phục thì nói, người không nghe người ta nói à. Người trẻ tuổi nhịn lâu quá cũng không tốt. Vâng. Ban đầu Phùng Trương còn hơi lo, nhưng nghe trưởng môn nói lại hiểu được đôi chút ý ngầm. Có vẻ như trưởng môn cũng không thích Lâm Nhất. Đệ tử thân truyền phải ra tay ư. Điều này hình như không được hay cho lắm. Đa số đệ tử trong Phi Vân Điện đều xôn xao. Sắc mặt cũng hơi khó coi, trận chiến giữa thiên phách với nhau lại phải nhờ tinh quân ra tay giành lại mặt mũi cho mình, dù là ai cũng không chịu nổi. Điều đó chẳng khác nào thừa nhận rằng đệ tử nội môn chẳng khác gì đệ tử ký danh. Thoáng chốc đã có vô số ánh mắt của đệ tử thân truyền đổ dồn lên người Phùng Trương. Hắn ta định làm gì? Tiểu Vũ Nhược hơi lo lắng hỏi, đừng nói sẽ ra tay với Lâm sư đệ nhé, vậy không khỏi vô liêm sỉ quá rồi. Để xem thế nào đã. Diệp Tử Lăng cau mày, nàng ta đã không thích Phùng Trương từ trước đến giờ rồi. Phùng Trương đã lên kế hoạch sẵn trong đầu từ lâu, thấy mọi người đều nhìn mình thì cười nói, ta cũng không có ý kiến gì về vấn đề Thăng Lâm công tử lên chức đệ tử thân truyền, nhưng danh sách lên Thánh Kiếm Sơn thì vẫn nên suy nghĩ kỹ lại. Ta cảm thấy, hắn không có tư cách ấy. Câu này khiến đa số các đệ tử thân truyền sáng mắt lên và thầm gật đầu, việc Lâm Nhất trở thành đệ tử thân truyền cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Dù sao họ cũng đã là thân truyền, không cần trở thành thân truyền nữa. Cái họ để ý là danh sách lên Thánh Kiếm Sơn, đó mới là điều quan trọng. Cũng đúng. Diệp Tử Lăng nhàn nhạt nói. Sư tỷ cũng cho rằng là như vậy ư. Tiểu Vũ Nhược nghe thấy thế không khỏi lo lắng, nàng ta có ấn tượng rất tốt với Lâm sư đệ. Hơn nữa đối phương cũng đã đồng ý sẽ dạy nàng ta dùng sát khí khi chiến đấu với người khác. Với sự thể hiện lần này của hắn thì hiển nhiên có tư cách dạy mình. Hắn chắc chắn đã trải qua rất nhiều trận đấu chém giết trên con đường thông thiên mới có thể bình tĩnh như giờ, đè bẹp các đệ tử Phù Vân Kiếm Tông khiến họ không dám hó hé gì. Nhóc con, đệ tử thân truyền nhà ta nói ngươi không có tư cách ấy đó. Hay là ngươi đừng lên Thánh Kiếm Sơn nữa, nhưng vẫn sẽ được thăng lên thành đệ tử thân truyền. Trưởng môn Phù Vân Kiếm Tông liếc Lâm Nhất,
cười như không cười nói. Lão khốn này! Lâm Nhất rủa thầm trong lòng, lớn già đầu rồi mà vẫn cứ thích khiêu khích lớp trẻ như hắn làm gì chứ? Đến cả tinh quân cũng đến cạnh tranh với ta, không quan tâm cả mặt mũi, ta tự cảm thấy thẹn không bằng. Ta cũng chẳng cần nữa, lão già kia, khỏi cần cho ta cái thân phận đệ tử thân truyền kia, cho hắn ta danh sách lên Thánh Kiếm Sơn luôn đi. Mặt mũi hắn ta dày như vậy, chắc hẳn sẽ nhận thôi. Lâm Nhất khinh bỉ ra mặt, cong môi cười khẩy. Đùa gì vậy, tuy Lâm Nhất ngông, nhưng không ngông đến nỗi khiêu chiến tinh quân, ít nhất cũng phải cho hắn thêm 2 tháng nữa. Giờ bảo hắn chống lại tinh quân thì cùng lắm chỉ dám nói sẽ không thua, nhưng lại phải sử dụng hết tất cả các con bài chua lật. Nếu tu vi của đối phương thuộc dạng cao trong tinh quân, vậy chẳng có cơ hội nào, chỉ có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng mà thôi. Những lời chế giễu không hề có chút khách khí khiến trên dưới Phủ Vân Kiếm Tông cảm thấy nghẹn uất. Trước đây, họ còn chỉ trích Lâm Nhất vô liêm sỉ. Nhưng dù thế nào đi nữa, dường như cũng không có ai vô liêm sỉ hơn Phùng Trương Sư Huynh, hoàn toàn không biết xấu hổ. Các đệ tử thân truyền khác thay đổi sắc mặt, lóe lên vẻ xấu hổ. Điều này thực sự hơi không thích hợp. Dù gì đi nữa, tinh quân cũng không nên tranh giành với thiên phách, quá mất mặt. Nhưng Phùng Trương hoàn toàn không ngần ngại, còn cười thoải mái, nếu ngươi muốn nhường suất cho ta, ta chắc chắn có thể chịu đựng được. Chỉ cần có thể lên núi Thánh Kiếm, mất chút mặt mũi thì có nghĩa lý gì, huống hồ hắn ta thực sự cảm thấy mình xứng đáng lên núi Thánh Kiếm hơn. Quá đáng lắm rồi. Tiểu Vũ tức giận, gương mặt đỏ bừng, hai nắm đấm siết chặt. Diệp Tử Lăng cười lạnh trong lòng. Không chỉ quá đáng mà thậm chí vô liêm sỉ tột cùng. Các đệ tử thân truyền khác đều lặng lẽ lùi ra xa khỏi Phùng Trương, nhưng hắn ta vẫn hoàn toàn không hay biết. Phùng Trương, ngươi có biết xấu hổ không hả? Đột nhiên, trưởng giáo lên tiếng, cười nói. Ta! Trong lòng Phùng Trương run lên, sợ tới mức suýt ngã nhào xuống. Nếu có thể, hắn ta thực sự muốn nói rằng mình không cần mặt mũi. So với xuất lên núi Thánh Kiếm, mặt mũi hoàn toàn không đáng kể. Nhưng giọng nói của trưởng giáo rõ ràng không đúng, ẩn chứa ý cảnh cáo. Mặt mũi thực sự không quan trọng, nhưng nếu ngươi không cần, lão phu vẫn cần. Ngươi muốn xuất lên núi Thánh Kiếm cũng được, miễn là khiến hắn tâm phục khẩu phục, lão phu không thể nhịn được khi hắn khinh thường môn phái của chúng ta. Trên mặt trưởng giáo Phủ Vân vẫn hiện ý cười nói. Phùng Trương xoay chuyển trong mắt, lập tức nảy ra ý định, hắn ta nhìn Lâm Nhất, ta sẽ không bắt nạt ngươi. Ta sẽ áp chế tu vi xuống thiên phách cảnh, nếu ngươi có thể chống đỡ 10 chiêu của ta, ta sẽ không tranh giành với ngươi nữa. Nếu không chịu nổi, ngươi phải nuốt giận vào trong. Lúc đầu hắn ta muốn nói 3 chiêu, nhưng nghĩ đến sức mạnh mà Lâm Nhất đã thể hiện trước đó, lập tức đổi lời, tăng lên 10 chiêu. Tất nhiên, sư huynh sẽ không dùng võ học thánh linh để bắt nạt ngươi. Phùng Trương mỉm cười, nhẹ giọng nói. Lâm Nhất cười nói, đệ tử Phù Vân Kiếm Tông đều là những người tốt. Miệng luôn nói không bắt nạt ngươi. Ta có gì không muốn đâu, nếu ngươi muốn tự làm nhục mình thì ta sẽ chiều lòng ngươi. Lời nói của sư đệ rất sắc bén đấy, nhưng ta là tinh quân, sẽ không để ý so đo những điều đó đâu. Phùng Trương mỉm cười tươi, hoàn toàn không để ý lời nói của Lâm Nhất, sắp có được xuất lên núi Thánh Kiếm rồi nên tâm trạng rất tốt. Đã đồng ý rồi. Lâm Nhất thực sự đã đồng ý, Phùng Trương sư huynh là tinh quân. Tu vi trong số các đệ tử thân truyền cũng được xem là đúng đầu. Tuy hắn ta hơi vô liêm sỉ, nhưng về thực lực thì mọi người vẫn rất công nhận. Không ai nghĩ rằng Lâm Nhất lại trực tiếp đồng ý ngay lập tức mà không hề do dự. Và thái độ mạnh mẽ ấy, khí thế sắc bén kia vẫn trước sau như một, dường như không hề thu lại khi đối mặt với tinh quân. Nhất sư đệ, Phùng sư huynh đã đạt đến tinh nguyên cảnh viên mãn đỉnh phong rồi, ngươi phải cẩn thận đấy, tuyệt đối không được chủ quan. Truyền âm của Tiểu Vũ vang lên bên tai Lâm Nhất mỉm cười, cô nhóc này thực sự rất quan tâm mình. Tinh quân có 3 cảnh giới lớn, tinh nguyên cảnh, tinh hà cảnh và tinh tương cảnh. Phùng Trương đã đạt đến viên mãn đỉnh phong của tinh nguyên cảnh, có nghĩa là bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào tinh hà cảnh, tu vi như vậy trong số các đệ tử thân truyền thực sự rất mạnh. Nhưng đối với Lâm Nhất mà nói, nếu hắn ta dám đấu với mình ở thiên phách cảnh thì chỉ là tìm đường chết mà thôi. Các đệ tử Phù Vân Kiếm Tông thấy rất lạ vì sao hắn lại đồng ý, nhưng Lâm Nhất không thể nghĩ ra lý do gì để không đồng ý, huống hồ hắn cũng đã rất bực với Phùng Trương này rồi. Tinh quân thì có gì ghê gớm chứ? Tại Phi Vân Điện rộng lớn, rất nhanh đã tạo ra một khoảng không gian lớn. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Nhất,
quan điểm của nhiều đệ tử Phù Vân Kiếm Tông về hắn đã thay đổi không ít trong im lặng. Bất kể là Côn Lôn, Huyền Hoàng hay con đường thông thiên tàn khốc đẫm máu. Ở bất cứ nơi đâu, cường giả cũng sẽ được tôn trọng xứng đáng, rõ ràng sức mạnh của Lâm Nhất đã chiếm được sự công nhận của một bộ phận đệ tử. Tuy người này có tính khí khá khó chịu, chỉ vài lời nói đã khiến người ta tức muốn hộc máu, nhưng hắn vẫn nhận lời thách đấu của Phùng Trương Sư Huynh. Dũng khí như vậy đã phần nào thể hiện khí phách của một kiếm giả, trái lại Phùng Trương Sư Huynh khiến mọi người có chút khó chịu. Tinh quân ra tay với thiên phách cũng được, nhưng nếu không có trưởng giáo mở miệng, e rằng hắn ta sẽ trực tiếp nhận xuất lên núi Thánh Kiếm. Phát huy tột đỉnh bốn chữ không biết xấu hổ, bất cứ ai có chút khí phách cũng quyết không chấp nhận bị Lâm Nhất nhạo báng chế giễu như vậy. Dũng khí của Lâm Nhất khiến người ta khâm phục, nhưng dũng khí thì dũng khí, cuộc đối đầu này vẫn hơi thiếu công bằng. Nhất sư đệ, chúng ta đã nói rõ rồi, ta sẽ hạn chế tu vi ở thiên phách cảnh, nếu ngươi chịu đựng nổi 10 chiêu, coi như ta thua. Nếu không chịu nổi 10 chiêu, buộc ta phải dùng tu vi tinh quân, tự nhiên cũng tính là ta thua. Người thắng sẽ nhận xuất lên núi Thánh Kiếm, người chắc sẽ tâm phục. Phùng Trương cười nói với Lâm Nhất. Lin Yun. Lâm Nhất. Lâm Nhất nhạt nhẽo đáp, nếu ta thua, đương nhiên sẽ tâm phục. Ánh mắt Phùng Trương lóe lên vẻ lạnh lùng, trên mặt vẫn mỉm cười, trầm ngâm nói, để thể hiện sự công bằng, tránh người khác nói ta bắt nạt ngươi, ta sẽ không dùng võ học thánh linh. Ngươi cũng có thể dùng, ta không sao cả. Lâm Nhất mỉm cười, vẫn ngạo nghễ y như cũ. Tìm đường chết. Phùng Trương lạnh lùng cười trong lòng, có thể đi được ba chiêu dưới tay ta đã là không tồi lắm rồi, còn dám kiêu ngạo như vậy, chờ xem ngươi chết ra sao. Hắn ta không ngừng cười lạnh trong lòng, trên mặt vẫn treo nụ cười ấm áp, nhìn về phía trưởng giáo Phù Vân nói, xin trưởng giáo đại nhân phát lệnh. Hắn ta để trưởng giáo mở miệng, là muốn biến cuộc đấu thành sự kiện chính thức, chỉ cần trưởng giáo nói ra, sẽ không ai dám nghi ngờ tính công bằng khi hắn ta nhận xuất lên núi Thánh Kiếm. Nhiều đệ tử nội môn cảm thấy rất khó chịu, nhưng các đệ tử thân truyền thì không sao, ít ra xuất lên núi Thánh Kiếm cũng không rơi vào tay người ngoài. Nếu Lâm Nhất giành được xuất lên núi Thánh Kiếm, mới thực sự là khó chịu. Sau trận này, chuyện ở đây kết thúc, trưởng giáo Phù Vân tóc bạc nói nhẹ nhàng, ánh mắt lạnh lùng, toát ra khí thế đáng sợ khó lường. Lời nói như sấm sét đánh mạnh vào lòng mọi người. Trận chiến này, bất kể kết quả ra sao, xuất lên núi Thánh Kiếm cũng đã được quyết định như vậy. Các đệ tử thân truyền ở trên đài nhìn dáng vẻ Phùng Trương oai phong lẫm liệt, đều hơi ghen tị. Nhất sư đệ, có chịu nổi không? Vương Vũ Nhược khẽ nói. Hoàn toàn không thể nào. Diệp Tử Lăng có dáng người cao gầy, dung nhan tuyệt mỹ như tuyết nhẹ nhàng nói, khí chất của nàng ta rất giống trưởng giáo Phù Vân. Trong đáy mắt luôn tồn tại vẻ khinh khỉnh lạnh lùng và ngoan cường, trên thực tế nàng ta cũng đủ tư cách như vậy, trong các đệ tử Phù Vân Kiếm Tông, chỉ có hai người thông hiểu kiếm ý thông thiên. Diệp Tử Lăng chính là một trong hai người đó. Nhất sư đệ, đắc tội rồi. Trên Phi Vân Điện, khóe miệng Phùng Trương nhếch lên một nụ cười, đồng thời một cỗ khí thế hùng mạnh tỏa ra từ cơ thể hắn ta. Chỉ trong nháy mắt, khí thế này đã đạt đến thiên phách viên mãn đỉnh phong tầng thứ 7, tinh quân thật đáng sợ. Cùng là thiên phách cảnh viên mãn, nhưng khí thế trên người hắn ta mạnh hơn Ngô Khôn rất nhiều, chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể cảm nhận được sự chênh lệch. Mạnh quá! Trong lòng nhiều đệ tử nội môn rung chuyển, quả nhiên các đệ tử thân truyền danh bất hư truyền. Kẹt xoẹt! Nhưng không ai ngờ rằng, điều đó vẫn chưa phải là tất cả, trong cơ thể Phùng Trương, từng đóa hoa tinh ma liên tục nhú ra. Thân hình hắn ta lập tức tỏa sáng chói lọi, bóng hoa trồng chất, khí thế đã đạt thiên phách cảnh tầng 7 vẫn tiếp tục vượt ngưỡng, tăng vọt mạnh mẽ. Ầm ầm. Trong thiên địa, cuồng phong gào thét, tia chớp xé ngang hư không. Trong giây lát, khí thế của Phùng Trương đạt tới mức đáng sợ tương đương với tinh quân, khiến người ta sửng sốt, kinh hãi vô cùng. Tu vi của hắn ta vẫn bị hạn chế ở thiên phách cảnh viên mãn, nhưng nhờ hoa tinh ma mà đạt tới trình độ khó tin. Quá đáng sợ. Các đệ tử thân truyền trên đài lại cười lạnh liên tục, không hề bất ngờ trước điều này. Dù sao, Phùng Trương cuối cùng cũng đại diện cho mặt mũi của các đệ tử thân truyền, nếu không thể thu thập được cả Lâm Nhất thì mới là điều kỳ lạ. Ha ha, xin lỗi nhé tiểu tử, Phùng Mỗ bất tài, đã trồng 10 đóa hoa tinh ma trong khí hải ở thiên phách cảnh. Đối với ngươi, điều này thực sự không công bằng lắm, nhưng thế giới này vốn chẳng bao giờ có sự công bằng tuyệt đối, xuất lên núi Thánh Kiếm, Phùng Trương ta đã nắm chắc rồi. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc tứ phía, Phùng Trương lộ vẻ đắc ý,
khí thế hung hăng trào ra, kiêu ngạo tột đỉnh. Thậm chí ngay cả cách xưng hô với Lâm Nhất cũng đổi thành tiểu tử, trực tiếp tự xưng là trưởng bối trước mặt hắn, lộ rõ bản chất ngạo mạn. Phùng Trương nghĩ rất rõ ràng, hắn ta không chỉ muốn thắng mà còn muốn thắng một cách đẹp đẽ. Đối phương vừa rồi quá kiêu ngạo, đã sớm khiến trong lòng hắn ta vô cùng khó chịu. Dám cười Phù Vân Kiếm Tông không có ai sao? Đó là vì chưa từng thấy phong thái của Phùng Trương ta. Một tia sáng lạnh lóe lên trong mắt Phùng Trương, hắn ta giơ tay đẩy ra một chiêu, ánh kiếm lóe lên, một thanh đạo binh thượng phẩm đã rơi vào tay. Khi kiếm nằm trong tay, khí thế hùng mạnh của Phùng Trương lập tức biến thành kiếm thế vô biên. Sự hung hăng sắc bén ấy, không biết đã tăng lên bao nhiêu lần, hắn ta phát ra một tiếng cười dữ tợn rồi vung kiếm tấn công. Kiếm thứ nhất, phong động cửu tiêu. Kiếm quang lóe lên, như cuồng phong xé tan đám mây ngoài 9 tầng trời, chiêu kiếm này kéo theo vô số tia chớp lập lòe trên không trung của Phi Vân Điện. Phong hành kiếm pháp. Các đệ tử lập tức nhận ra, đây là kiếm pháp tạo hóa cấp đế vương của Phù Vân Kiếm Tông, chỉ có đệ tử thân truyền mới đủ tư cách luyện tập. Nhìn thấy hiện tượng lạ này, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy Phùng Trương đã luyện phong hành kiếm pháp đến cảnh giới đại thành. Vù vù vù. Tiếng kiếm rung chuyển trong tay Phùng Trương như tiếng gió gào thét, chiêu kiếm này thực sự rất tuyệt vời. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên một tia kỳ dị, hình như hắn đã xem thường nội tình của Phù Vân Kiếm Tông rồi, chỉ nhìn qua chiêu kiếm này cũng có thể thấy sức mạnh kinh khủng của kiếm pháp mà đối phương sử dụng. Nhưng, cũng chỉ có thế mà thôi. Trong các đệ tử thân truyền, không ai có thể áp chế được hắn ở thiên phách cảnh, nếu phải nói thì chỉ có Diệp Tử Lăng có chút khả năng mà thôi. Phùng Trương. Hoàn toàn không thể nào. Khi Lâm Nhất sắp bị kiếm quang nuốt chửng, cuồng phong xé nát, chớp giật làm nổ tung thành muôn mảnh, hắn bắt đầu hành động. Kim quang bắt đầu khởi động, Lâm Nhất chỉ lóe lên một cái vô cùng bình thường, rồi đấm ra một quyền. Rầm. Dị tượng vô cùng dữ dội, như thể sông băng vỡ tan, theo sau là những vết nứt lan rộng, chỉ trong nháy mắt đã tan thành hư vô. Đã bị phá rồi. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Mọi người trố mắt kinh ngạc. Đã nghĩ Lâm Nhất không thể bại ngay chiêu đầu, nhưng không ngờ lại đơn giản phá được chiêu phong động cửu tiêu này, hắn thậm chí không rút kiếm ra. Trình độ kiếm đạo mạnh quá. Các trưởng lão trên đài cao đều sáng mắt, kinh hãi không thôi. Họ đương nhiên có thể nhìn ra, Lâm Nhất đã dựa vào trình độ kiếm đạo thâm hậu của mình, trong giây lát tìm ra được điểm sơ hở lớn nhất của chiêu phong động cửu tiêu. Tuy trông có vẻ bình thường, nhưng trên thực tế đòi hỏi trình độ kiếm đạo thâm hậu, nhãn lực, thân pháp. Khống chế lực đạo đều phải ở trình độ khủng khiếp. Chỉ cần sai lệch một chút, với cảnh giới của Lâm Nhất, hắn sẽ trực tiếp chết dưới chiêu kiếm này. Sự tự tin mạnh mẽ đến vậy khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Dường như, chỉ có vậy thôi. Lâm Nhất nhướng nhẹ đôi lông mày, cười nói với Phùng Trương bị lùi về khi kiếm thế bị phá tan. Nụ cười ấy nhẹ nhàng tự tại, như đang tản bộ trong vườn ngắm hoa thưởng thức mưa, thong dong vô cùng. Nhưng trong mắt Phùng Trương, nó cực kỳ chói mắt, hắn ta lạnh lùng nói, ta xem ngươi có thể cười đến lúc nào. Lôi lệ phong hành. Một chiêu kiếm khác phóng ra, quang mang bừng sáng, tiếng sấm rền như yêu thú gầm thét trong đám mây. Ánh chớp vô tận chiếu sáng khuôn mặt Phùng Trương, trông hắn ta thêm phần dữ tợn. Khi chiêu kiếm này hạ xuống, tiếng sấm gầm ấy đã khiến linh hồn người ta run rẩy, sợ hãi đến tột cùng. Lâm Nhất khẽ mỉm cười, thúc giục kim ô cửu biến, từng trận kim quang lại lóe ra. Trong giây lát tàn ảnh chồng lên nhau trong hư không, từ ngón tay phát ra tiếng rồng ngâm. Rầm. Âm thanh này lập tức át đi tiếng sấm, hắn bình tĩnh tự tại, nắm đấm bàn tay phải mở ra, đan ngón tay thành kiếm, nhẹ nhàng vẽ một đường trong hư không. Kẹt xoẹt. Hiện tượng kỳ dị do chiêu kiếm của Phùng Trương biến hóa ra bị tan rã hoàn toàn bởi một đường vẽ ấy. Sướng phong phá lãng. Sắc mặt Phùng Trương càng thêm u ám, hắn ta không lùi bước. Đứng trên không trung phóng ra một nhát kiếm xuyên tới. Kẹt, kẹt, kẹt. Hư không như vô số tầng màn nước, bị chiêu kiếm này không ngừng đâm xuyên qua. Mỗi lần xuyên qua một tầng, ý chí của gió trong kiếm của hắn ta lại tăng gấp đôi. Khi tới trước mặt Lâm Nhất, hắn ta đã xuyên qua đủ 7 tầng màn nước, những màn nước tan rã trên không trung tỏa sáng lấp lánh, huy hoàng mỹ lệ. Nhưng chiêu kiếm này lại trực tiếp nhằm vào trán Lâm Nhất, hung ác mà tàn khốc. Lập tức có tiếng la hét vang lên khắp nơi, cô nhóc Vũ Nhược thậm chí hoảng sợ ôm miệng lại, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Diệp Tử Lăng nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên, Phùng Trương đã không chỉ quá đáng mà thôi. Đây là muốn lấy mạng Lâm Nhất.
các đệ tử thân truyền khác ở trên đài cũng lóe lên ánh mắt kinh ngạc. Nhưng cuối cùng vẫn không ai lên tiếng, Lâm Nhất quá kiêu ngạo, cho dù thực sự chết dưới kiếm của Phùng Trương, cũng là tự chuốc lấy họa. Lâm Nhất liên tiếp phá hai chiêu, trong mắt Phùng Trương đó là hai bạt tai, hắn ta hoàn toàn không thể nhẫn nhịn được. Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ chiều lòng ngươi, cứ xem ngươi phá nó ra sao. Hắn ta lập tức động sát tâm, chiêu kiếm sướng phong phá lãng này hung ác khiến người ta ngỡ ngàng, tim đập như muốn nhảy ra ngoài. Hay lắm! Nhưng không ai ngờ, trên gương mặt trắng ngần như ngọc tuyệt sắc của Lâm Nhất, không hề có chút sợ hãi, hắn khẽ nhướng đôi lông mày dài, khóe mắt tỏa nụ cười. Khuôn mặt anh tuấn yêu nhã ấy, trong giây lát trở nên đẹp đến mức khiến người ta có ảo giác, cái gọi là phong thái tuyệt trần, ngọc thụ lâm phong chẳng qua chỉ có vậy. Hắn chắp tay, kiếm ý hùng vĩ hóa thành sóng lớn vô biên, vọt lên không trung xé tan đám mây. Một điều kỳ lạ đã xảy ra, rõ ràng chiêu kiếm vốn nhanh hơn cả chớp, nhưng trong giây lát cơn sóng dâng trào ấy, nó trở nên vô cùng chậm chạp trước mặt Lâm Nhất. Chiêu kiếm hung ác tàn khốc ban nãy đột nhiên trở nên dịu dàng không gì sánh được. Giống như quay chậm, Lâm Nhất nhẹ nhàng xoay người, chiêu kiếm đoạt mệnh ấy chẳng qua chỉ lướt qua má hắn. Mái tóc dài bay phất phơ trong gió, Lâm Nhất khẽ mỉm cười, đưa tay lên gõ nhẹ vào đầu mũi kiếm. Keng! Tiếng vang thanh thoát như tiếng phượng hót, thân kiếm xé tan những tầng màn nước đã tích tụ, tỏa ra như sương mù, từng giọt nước lấp lánh ánh huỳnh quang ở bốn phía. Thanh kiếm ấy cong vẹo, sức mạnh kinh khủng dọc theo thân kiếm tan biến đi. Lòng bàn tay cầm kiếm của Phùng Trương lập tức rỉ máu. Hắn ta trố mắt kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ chiêu kiếm đoạt mạng này lại một lần nữa bị Lâm Nhất phá giải. Trời ơi! Các đệ tử thân truyền ở trên đài đều la lên kinh ngạc, những vị trưởng lão càng há hốc miệng, vô cùng sửng sốt. Làm sao có thể như vậy? Chiêu kiếm này bị phá quá đẹp, nếu nói hai chiêu trước là tìm ra sơ hở trong kỹ thuật, thì chiêu này đã bị áp đảo hoàn toàn về ý cảnh. Ngươi muốn đạp gió dễ song ư? Được, vậy ta sẽ làm sóng cao tận mây xanh, cứ xem ngươi phá ra sao. Rõ ràng Lâm Nhất không giỏi về ý cảnh thủy, cơn sóng kia hơi thô ráp. Nhưng hắn khéo léo dùng sức mạnh áp đảo, kiếm ý hùng vĩ trực tiếp gào thét tạo nên sóng lớn vào tới tận trời. Trình độ kiếm đạo bậc này, rốt cuộc nghịch thiên đến cỡ nào? Đệ tử nội môn và đệ tử ký danh không thể nhìn ra cái gõ nhẹ của Lâm Nhất có bao nhiêu huyền ảo, sâu trong lòng họ dâng lên những đợt sóng kinh hoàng cuồn cuộn. Không thể diễn tả được sự chấn động, quả thực quá ngầu. Lâm Nhất liên tiếp phá tan ba chiêu kiếm, tức là ba cái tát vang dội nện lên mặt Phùng Trương, cái sau càng vang dội hơn cái trước. Sắc mặt Phùng Trương đỏ bừng, hắn ta dùng hết sức lực, mỗi chiêu kiếm đánh ta đều hung ác hơn, mỗi chiêu kiếm đều đáng sợ hơn. Phong hành kiếm pháp của Phù Vân Kiếm Tông trên tay hắn ta tỏa ra sức mạnh khủng khiếp, trời đất mất màu, gió mây biến ảo. Nhưng Lâm Nhất từ đầu đến cuối vẫn không rút kiếm ra. Hắn đi lại tự tại trong kiếm thế vô biên, ngắm hoa ngắm trăng. Thân pháp vô cùng bình thường, diện mạo vô cùng bình thường, quyền pháp vô cùng bình thường, chỉ đơn giản phá tan từng chiêu kiếm, rồi lại phá tiếp. Vả mặt quá tàn nhẫn, ra tay quá dữ dội. Phùng Trương tức giận muốn phun ra máu, những chiêu cuối cùng trở nên cuồng loạn, gương mặt méo mó dữ tợn. Quá thảm hại. Các đệ tử thân truyền xem mà tim đập loạn xạ, hai má đều co giật. Lâm Nhất thực sự là một tên xúc sinh, sao lại có thể quá đáng như vậy, tại sao có thể quá đáng đến thế, hãy nhường lại Phùng Trương sư huynh một chút đi, các đệ tử thân truyền bọn họ không biết xấu hổ là gì ư. Không một chiêu kiếm nào được hạ xuống toàn vẹn, tất cả đều bị phá tan. Rầm, sấm sét long trời lở đất, tầng mây tan tác. Lâm Nhất lại ra một đòn, trực tiếp phá tan chiêu kiếm cuối cùng của đối phương. Khi hạ xuống đất, mái tóc dài bên phải bay dựng lên trong gió. Gương mặt thanh tú ấy, lấp lánh dưới ánh bình minh khiến nhiều đệ tử nội môn và đệ tử ký danh hoa cả mắt. Trong lòng một nhóm người sao động, tên này thực sự hơi đẹp trai. Phùng sư huynh, 10 chiêu đã qua rồi. Lâm Nhất ngẩng mắt nhìn, khẽ mỉm cười với đối phương. Rồi sao nào? Sắc mặt Phùng Trương hết đỏ lại xanh, cắn răng chống đỡ, dường như không muốn chấp nhận thất bại. Khóe mắt nhỏ dài của Lâm Nhất lộ ra ý cười, hắn khẽ cười nói, không sao cả. Ta có một chiêu muốn xin sư huynh chỉ giáo. Nương theo lời nói, 24 đóa hoa tinh ma trong cơ thể hắn bừng sáng, thúc giục tử diên kiếm quyết, tâm niệm của hắn khẽ động, duỗi tay phải ra. Vù vù. Ở tử phủ, hoa tử diên lập tức xoay chuyển, ánh sáng nhạt từ cánh hoa nở rộ ra, mang theo kiếm ý hùng vĩ chui vào cánh tay Lâm Nhất. Ngay lập tức chuyển vào ngón giữa,
Lâm Nhất dùng ngón tay cái ấn lên đầu ngón giữa, lập tức cảm nhận được áp lực kinh khủng. Đồng thời, phía sau lưng Lâm Nhất, một đóa hoa tử diên cực kỳ hùng vĩ nhú ra, vô số cánh hoa bay tỏa ra rồi lập tức biến thành một biển hoa phía sau lưng hắn. Một lá một bồ đề, một đóa hoa một thế giới. Hoa nở ba tầng, biển hoa cũng có ba tầng thế giới, ba tầng biển hoa. Đầu ngón tay Lâm Nhất tỏa ánh sáng chói lọi tựa ánh trăng, không thể tưởng tượng nổi khi chiêu này bắn ra sẽ tạo ra uy lực kinh khủng như thế nào. Đã tích lũy đến mức này, như cung đã lên dây, chỉ thiếu phóng ra mà thôi. Tất cả mọi người trên Phi Vân Điện đều ngây người trước cảnh tượng này. Dưới ba tầng biển hoa ấy, Lâm Nhất mặc một chiếc áo xanh đứng sừng sững, tóc dài tỏa ánh sáng lấp lánh. 24 đóa hoa tinh ma như 24 vì sao rực rỡ trong bầu trời ngân hà bao la, hắn tuy không phải tinh quân, nhưng trên người dường như tỏa ra ánh sao vô tận. Gương mặt anh tuấn yêu nhã ấy, dưới biển hoa rực rỡ, dưới ánh sao chiếu rọi, mang đến sự kinh ngạc khiến tất cả không thể diễn tả bằng lời. Tất cả mọi người, không phân biệt nam nữ, đều nghĩ đến cùng một câu trong khoảnh khắc ấy. Người trên đường như ngọc, công tử vô song. Phong thái mà Lâm Nhất thể hiện lúc này khiến mọi người ngây ngẩn sững sờ, ngay cả Diệp Tử Lăng vốn có định kiến về hắn cũng không khỏi xúc động. Những đệ tử thân truyền vốn rất ghét Lâm Nhất cũng đều ngây dại không ngoại lệ. Tên này có phải người không vậy? 24 đóa hoa tinh ma. Chỉ ở thiên phách cảnh tầng thứ 6 mà thôi. Diệp Tử Lăng nhíu chặt lông mày, trên gương mặt lạnh lùng như tuyết cũng lộ vẻ nghi hoặc sâu sắc. Ở thiên phách cảnh tầng thứ 6 mà đạt đến mức đáng kinh hãi như vậy. Thiên phú này quá nghịch thiên rồi, ban nãy Phùng Trương trồng 10 đóa hoa tinh ma ở thiên phách cảnh đã đủ kinh người lắm rồi. Nhưng Lâm Nhất lại có tới 24 đóa hoa tinh ma, còn hơn gấp đôi số đó. Nghĩ lại lúc Phùng Trương khoe khoang trước mặt Lâm Nhất thật là nực cười, giống hệt đứa hề mà thôi. Điều đáng sợ hơn không phải ở chỗ đó, mà là bí thuật mà Lâm Nhất sắp triển khai, ba tầng biển hoa trồng chất lên nhau, mỗi cánh hoa đều chứa đựng kiếm ý không thể xem thường. Kiếm ý hùng vĩ trong biển hoa tràn ngập ấy đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không giống là thanh thế mà thiên phách có thể tạo ra. Nếu hắn đạt đến tinh quân rồi mới triển khai bí thuật này thì sao? Suy nghĩ lướt qua như điện, Diệp Tử Lăng chỉ nghĩ đến đó đã tái mặt, ánh mắt thoáng hiện vẻ e dè sâu sắc. Còn Phùng Trương thì đã sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, trố mắt kinh hoàng vô tận. Cho dù là 24 đóa hoa tinh ma, hay ánh sáng đầu ngón tay Lâm Nhất sáng chói như trăng, đều khiến hắn ta cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng. Trừ phi triệu hồi tu vi tinh quân, nếu không hoàn toàn không thể chịu nổi, trong lòng hắn ta lập tức nảy sinh ý định trốn tránh. Nhưng khí cơ đã bị phong bế, dị tượng bàng bạc ấy đã bao trùm cả trời đất này rồi, trốn đi đâu cũng vô ích. Khi ánh sáng đầu ngón tay chói lọi đến cực điểm, ánh mắt Lâm Nhất lóe lên, hắn bắn ngón tay ra. Tử diên tuyệt sắc, hương hoa vượt thế. Gần như trong nháy mắt, không có thời gian để suy nghĩ. Trời đất trong khoảnh khắc ấy đều chỉ còn màu đen trắng. Trong giây phút ấy, tất cả ánh sáng đều tối tăm trước thần kiếm lóe lên từ ngón tay, hoàn toàn mất đi màu sắc. Rầm, tiếng vang chấn động trời đất nổi lên, rung chuyển tám phương. Toàn bộ Phi Vân Điện rung chuyển dữ dội, khi ánh sáng lại xuất hiện, tất cả ánh mắt lập tức nhìn về phía Phùng Trương. Trên người hắn ta còn sót lại những tia kiếm quang chói mắt, kiếm thế trên người bị phá tan tác. Hắn ta quỳ một gối xuống đất. Tóc rũ rượi, quần áo rách tươm, khắp người có vô số vết thương. Thảm hại quá. Trời đất im lặng, không một ai phát ra tiếng động, tất cả đều ngây người trước cảnh tượng này. Phùng Trương liên tiếp tấn công Lâm Nhất 10 chiêu kiếm, nhưng không một chiêu nào làm được gì Lâm Nhất, tất cả đều bị hắn dễ dàng phá giải. Khi qua 10 chiêu, đến lượt Lâm Nhất ra tay, hắn ta lại không đỡ nổi dù chỉ một ngón tay. Bị thương tàn tạ đến thế, mà đây là đệ tử thân truyền của Phù Vân Kiếm Tông. Lâm Nhất híp hai mắt lại, quả là đủ tàn nhẫn đấy, đã đến nông nỗi như vậy mà vẫn cố chịu chiêu đạn chỉ thần kiếm của ta bằng tu vi thiên phách cảnh. Chẳng qua chỉ có vậy thôi, 24 đóa hoa tinh ma có gì ghê gớm lắm đâu. Phùng Trương quỳ một gối trên đất, gương mặt tái nhợt không chút máu, hắn ta nhìn Lâm Nhất khinh khỉnh nói. Lâm Nhất cười nói, vậy thì Phùng Sư Huynh hãy đứng lên đi, không cần tỏ lòng kính trọng với ta như vậy, ta không dám nhận đâu. Hừ. Phùng Trương lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, hắn ta vật vã đứng dậy, vừa đứng lên đã phun ra một ngụm máu tươi. Phụt! Không lâu sau, lại một ngụm máu tươi phun ra, rồi ngụm này qua ngụm khác, phun không ngừng, cảnh tượng ấy khiến hai má của nhiều đệ tử thân truyền co rúm.
đệ tử thân truyền cao quý mà bị thương tàn tạ đến thế trong tay Thiên Phách, Lâm Nhất thực sự quá tàn nhẫn. Nhưng dưới sự chứng kiến của mọi người, Phùng Trương vẫn gắng gượng đứng dậy, khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Hắn ta muốn làm gì vậy? Theo lời đánh cược, hắn ta đã không còn tư cách tranh giành suất lên núi Thánh Kiếm nữa rồi. 10 chiêu đã qua, người đã thua rồi. Lâm Nhất thu nụ cười trên mặt, lạnh lùng nói. Người buộc ta phải dùng tu vi tinh quân à, ta chưa thua đâu. Gương mặt Phùng Trương rất dữ tợn, cùng lúc với lời nói, một cỗ uy áp hùng vĩ bao la tỏa ra từ người hắn ta. Ngay lập tức, một tiếng gầm rú vang lên, một con mãnh thú phát ra ma mang hiện ra phía sau lưng, đó là một con ma tựu khổng lồ hung dữ. Hắc ma tựu, võ học thánh linh. Phùng Trương thực sự đã dùng đến võ học thánh linh, lập tức có tiếng xôn xao vang lên trên Phi Vân Điện, liệu có hơi bắt nạt người ta quá không? Võ học thánh linh chỉ có tinh quân mới tu luyện được, sức mạnh kinh khủng, ở thiên phách cảnh xem như vô địch. Trừ phi cũng có võ học thánh linh, nếu không hoàn toàn không thể chống cự, dù Lâm Nhất có lợi hại đến đâu cũng tuyệt đối không chống cự nổi võ học thánh linh. Phùng sư huynh, ngươi gian lận. Tiểu Vũ Nhược ở trên đài la lên, lập tức lên tiếng. Ha ha ha. Phùng Trương cười ngạo nghễ, ta không hề gian lận, kẻ kia lúc đó quá kiêu ngạo, nói là không sao cả. Mọi người nghe xong im lặng một lúc, Lâm Nhất thực sự đã nói lời này, nhưng nói thì nói vậy. Dùng võ học thánh linh với một thiên phách cảnh, thực sự hơi thất đức rồi. Một suất lên núi Thánh Kiếm, mà hoàn toàn không cần mặt mũi, thực sự là quá đáng rồi. Nghe vậy, Vương Vũ Nhược tức giận, nhưng cũng không thể phản bác được gì. Lâm Nhất, bây giờ ngươi nhận thua còn kịp đấy. Nếu không, khi ta tế ra võ học thánh linh, ta thực sự không thể đảm bảo ngươi còn sống hay không đâu. Nhờ khí thế kinh khủng từ con hắc ma tựu phía sau, kiếm thế của Phùng Trương vừa bị phá tan lại ngưng tụ trở lại, thậm chí trở nên đáng sợ hơn. Nhất sư đệ, hắn gian lận, đừng chơi với hắn nữa. Tiểu Vũ Nhược ở trên đài lo lắng nói. Cô nhóc này thực sự đáng yêu quá. Lâm Nhất trừng mắt với nàng ấy, ra hiệu cô nhóc đừng lo lắng, rồi nhìn Phùng Trương cười nói, lời đã nói, đương nhiên ta sẽ nhận. Nhưng nếu ta không nhớ lầm, người cũng đã nói, nếu ta chịu nổi 10 chiêu. Coi như ngươi thua đúng chứ. Rồi sao nào, ngươi cũng đã nói không cần quan tâm việc ta dùng võ học thánh linh, 10 chiêu trước ta không hề dùng đến. Phùng Trương hoàn toàn không vội vã, tỉnh bơ nói. Dù sao bây giờ hắn ta chắc chắn khẳng định Lâm Nhất đã nói như vậy, quyết tâm bảo vệ lập trường đến cùng. Phùng sư huynh nói cũng không sai, dù sao đó là lời chính miệng Lâm Nhất nói ra, chúng ta cũng đều nghe thấy rồi. Một đệ tử thân truyền khá thân với Phùng Trương lên tiếng. Lời mình đã nói, bây giờ hối hận thì cũng muộn rồi, Phùng sư huynh tế ra võ học thánh linh thì không thể trách được. Chẳng lẽ lời mình nói ra, lại có thể không nhận sao? Một đệ tử thân truyền khác lạnh lùng cười nói. Nhiều người nhíu mày thật chặt, không ngờ tình thế lại trở nên như vậy, những đệ tử thân truyền kia dường như đều chĩa mũi dùi vào Lâm Nhất. Thấy nhiều đệ tử thân truyền đứng về phe mình, ánh mắt Phùng Trương lóe lên vẻ đắc ý, lạnh lùng cười nói, Lâm Nhất. Ngươi không còn lời nào để nói nữa hả? Lâm Nhất ngẩn người một lúc, rồi bĩu môi cười nhạo, ngươi nói đúng, đường đường là tinh quân mà không cần giữ mặt mũi, ta thực sự không còn gì để nói nữa. Phùng Trương nghe vậy, sắc mặt lập tức tối sầm lại, hắn ta đã triệu hồi cả võ học thánh linh rồi mà đối phương vẫn dám ngạo ngược như thế. Lâm Nhất, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, không được khinh nhờn tinh quân. Hắn ta giận dữ tột độ. Cùng lúc đó mang theo uy lực thánh linh vọt lên không trung, trực tiếp lao về phía Lâm Nhất để tấn công. Con hắc ma tựu khủng bố lập tức tỏa ma mang, trong nháy mắt bửa bầu trời trở nên đen tối u ám, đòn tấn công này lộ ra toàn bộ sự khủng bố của võ học thánh linh. Khí thế kinh khủng ấy hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi mà thiên phách cảnh có thể chịu đựng. Lui ra. Nhiều đệ tử nội môn thay đổi sắc mặt, lập tức lùi lại, e ngại bị liên lụy bởi uy lực dư thừa của thánh linh. Ta á, thực sự không biết thế nào là không được khinh nhờn tinh quân. Khóe miệng Lâm Nhất khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt, một con kim ô bay ra từ cơ thể hắn, xoay vòng trên không rồi trong nháy mắt xé tan đám ma vân. Nhưng chưa dừng lại. Lại một con ngân hoàng bay ra từ cơ thể hắn, kim ô biến thiên, ngân hoàng hóa địa. Nhật nguyệt thần quyền, thiên địa đồng tâm. Lâm Nhất lướt ngang không trung, hóa thành một đạo quang xé tan hư không, năm ngón tay nắm chặt. Giam Nhật Nguyệt vào lòng bàn tay rồi đấm mạnh ra. Rầm. Trong tiếng vang kinh thiên động địa, uy lực thánh linh của Phùng Trương vỡ tan ngay khi va chạm, hắn ta bị đấm bay đi như tia chớp,
phun ra máu tươi. Khi sắp chạm đất, uy lực thánh linh của Lâm Nhất vẫn chưa tan biến, Phùng Trương gầm lên giận dữ, cuối cùng không còn kiềm chế tu vi nữa. Toàn thân hắn ta tỏa ánh sao lấp lánh, khí thế tinh quân cuồn cuộn bùng nổ, nhưng dù vậy vẫn bị đẩy lùi mấy bước mới đứng vững được. Trên không trung, Lâm Nhất khoanh tay đứng tự tại, kim ô và ngân hoàng bay lượn xung quanh. Trời đất như tranh, công tử phong nhã, độc nhất vô nhị. Tất cả ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất đều ngây ngẩn một lúc, mới hiểu ra tại sao hắn nói không quan tâm, bởi vì thực sự không sao cả, hắn cũng biết võ học thánh linh, thậm chí còn là song linh đồng tu hiếm thấy. Phùng sư huynh, không được khinh nhờn tinh quân đấy ư. Lâm Nhất từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng cười nói. Sắc mặt Phùng Trương trắng bệch dị thường, hắn ta đã dùng cả tu vi tinh quân mà vẫn thua tan tác. Hoàn toàn không thể phản bác gì nữa, bị Lâm Nhất nhục nhã trước mặt mọi người, cứng họng không nói nên lời. Lại bị vả mặt rồi à? Các đệ tử thân truyền nhìn nhau, Lâm Nhất rốt cuộc là quái vật gì vậy? Ta nhận thua. Một lúc sau, Phùng Trương miễn cưỡng nói, nhưng rồi lập tức xoay chuyển lời nói, âm trầm nói, xuất lên núi thánh kiếm ta không tranh nữa, nhưng ngươi cũng phải giải thích tại sao lúc trước có thể liên tiếp phá được 10 chiêu của ta. Chẳng lẽ ngươi đã dùng thiên tài địa bảo gì đó, khiến tu vi tăng vọt lên trong thời gian ngắn à? Lời nói khiến mọi người ngẩn ra một lúc, dường như thật sự có gì đó không ổn, Phùng Trương đã sử dụng phong hành kiếm pháp, một võ học tạo hóa cấp đế giả cơ mà. Nhưng trước mặt Lâm Nhất, lại chỉ là ra một chiêu bị phá một chiêu, hoàn toàn trái lẽ thường. Trên con đường thông thiên, thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, không chừng có khả năng đó. Một đệ tử thân truyền lẩm bẩm, dường như đã nói ra suy nghĩ của nhiều người. Phùng Trương lạnh lùng nói, nếu thực sự đã dùng, vậy là gian lận rồi, hiện tại thời gian vẫn còn ngắn, có lẽ dược lực vẫn còn tồn tại. Để các trưởng lão kiểm tra đi, sự thật sẽ sớm lộ ra thôi. Lâm Nhất thu hồi thánh linh, từ từ hạ xuống đất, cười nói, kiếm pháp tệ như vậy, ta cũng cần phải gian lận à? Ngươi nói gì? Ta nói kiếm pháp của ngươi rất tệ, không phải tệ bình thường. Lâm Nhất nhấn từng chữ một đáp trả, hắn quét mắt qua các đệ tử thân truyền, lạnh lùng cười nói, chẳng qua chỉ là ghen tị vì Lâm Nhất ta được xuất lên núi thánh kiếm thôi à? Hôm nay suất đó ta đã nắm chắc rồi, ta sẽ khiến các ngươi tâm phục khẩu phục, sẽ cho các ngươi biết thế nào là thiên tài. Lời lẽ quá kiêu ngạo. Tất cả mọi người đều bị lời nói của Lâm Nhất làm cho kinh ngạc, hắn không chỉ muốn vả mặt Phùng Trương, mà còn muốn vả mặt tất cả các đệ tử thân truyền. Nhiều đệ tử thân truyền trên đài lại không hề nổi giận, chỉ lạnh lùng cười khẩy. Lâm Nhất chẳng qua chỉ may mắn được đến con đường thông thiên mà thôi. Nếu để họ cũng đi qua con đường thông thiên một lần, cơ duyên được hưởng chắc chắn sẽ mạnh hơn Lâm Nhất nhiều. Thiên tài. Chẳng thiếu gì thiên tài ở giới Côn Lôn. Dám tự xưng là thiên tài trước mặt họ, không sợ bị người ta cười rớt cả hàm răng à. Chính bản thân họ mới là thiên tài, có thể trở thành đệ tử thân truyền của Phù Vân Kiếm Tông, không ai là kẻ yếu đâu. Huống hồ, những yêu nghiệt mà bọn họ đã gặp thì càng không biết có bao nhiêu. Lâm Nhất thực sự rất mạnh, nhưng nói năng kiêu ngạo như vậy, quả thực hơi ếch ngồi đáy giếng rồi. Lão nhân gia, không phiền cho ta mượn phong hành kiếm pháp một chút chứ? Lâm Nhất liếc mắt nhìn quanh. Hướng về phía trưởng giáo Phù Vân, nói một cách không mấy lịch sự. Ngay lập tức, ánh mắt của vài vị trưởng lão lóe lên vẻ giận dữ, đây là lần thứ hai Lâm Nhất không tôn kính trưởng giáo rồi. Trưởng giáo Phù Vân cười nói, đưa cho hắn đi, hắn đã là đệ tử thân truyền, quan sát phong hành kiếm pháp cũng không vấn đề gì. Xẹt, lập tức không một vị trưởng lão nào đó ném qua một miếng ngọc giản. Lâm Nhất nhận lấy, đặt ngọc giản lên mi tâm. Nhắm mắt lại rồi bước đi đến trước Phi Vân Điện. Hắn bước đi không nhanh không chậm, ai cũng có thể nhìn rõ, ban đầu không mấy để ý, nhưng dần dần ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Theo từng bước chân, trên người Lâm Nhất hiện ra những hiện tượng kỳ bí huyền diệu, lúc như mây, lúc như sấm, thỉnh thoảng thậm chí còn có long ảnh bay lượn. Hắn đang làm gì vậy? Tất cả mọi người đều nghi hoặc không hiểu, nhưng kể cả trưởng giáo, ánh mắt cũng không tự chủ được mà nhìn chăm chú vào Lâm Nhất không thể rời mắt. Lâm Nhất, người định đi bao lâu nữa? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, người đừng lãng phí thời gian nữa. Trong lòng Phùng Trương dâng lên cảm giác bất an, lên tiếng thúc giục. Lâm Nhất hoàn toàn làm lơ, chẳng thèm đếm xỉa đến hắn ta, sau 7 bước hắn dừng lại, khi mở mắt ra liền vung tay lên phóng một chiêu mạnh mẽ. Kẹt! Cái hộp kiếm bật mở, trước sự chứng kiến của mọi người, hắn cầm táng hoa trong tay. Hắn muốn luyện kiếm sao?
Hành động của Lâm Nhất khiến tất cả bối rối, hắn mới chỉ đi có 7 bước mà thôi. Phong hành kiếm pháp là võ học tạo hóa cấp đế giả, điều này quá tự phụ rồi, nhiều đệ tử thân truyền kể cả Phùng Trương đều lộ vẻ khinh thường, hoàn toàn không tin. Kiếm thứ nhất, phong động cửu tiêu. Táng hoa tuốt khỏi vỏ, Lâm Nhất phóng ra một nhát kiếm, tiếng sấm rền vang dội không ngừng. Nhưng ngẩng đầu lên nhìn, lại không thấy một tia chớp nào, chỉ có gió cuồng loạn ngoài 9 tầng trời. Lúc này mới nhận ra, đó không phải tiếng sấm, mà là tiếng gió gào thét như sấm. Đây đã là cảnh giới rất thâm hậu, không phải người thường có thể làm được. Sắc mặt Phùng Trương khẽ biến đổi, nhưng ngay lập tức lẩm bẩm trong lòng, cũng chẳng có gì ghê gớm, gió gào như sấm thì ta cũng làm được. Dầm. Nhưng mọi người lại đổi sắc mặt dữ dội, tất cả đều hít một hơi dài, trong đám mây sấm kia không phải gió mà là một con rồng đang quấn quýt. Con rồng ấy lướt đi, xé tan đám mây, nơi nó đi qua, gió sấm gầm thét dữ dội khủng khiếp. Cùng là chiêu phong động cửu tiêu, nhưng dị tượng do Phùng Trương và Lâm Nhất tạo ra hoàn toàn không thể so sánh, một trên trời, một dưới đất, một là rồng, một là sâu bọ. Rào rào. Chỉ nhìn thoáng qua, thanh kiếm trong tay Phùng Trương đã rơi xuống đất, hắn ta tái mét mặt mũi, hoàn toàn ngây người, làm sao có thể như vậy. Kiếm thứ hai, lôi lệ phong hành. Không đợi mọi người tỉnh lại, Lâm Nhất lại phóng ra một chiêu kiếm nữa, quang mang bừng lên. Tiếng sấm gào thê lương vang khắp 9 tầng trời. Tiếng kêu thảm thiết ấy xé lòng người, không ít đệ tử nội môn trên Phi Vân Điện hoảng sợ tái mặt, run lẩy bẩy. Dầm. Một đầu lâu quái dị khủng khiếp từ đám mây chui ra theo chiêu kiếm này, nhiều đệ tử đã hoảng sợ từ trước lập tức ngất xỉu. Là thiên quỷ. Các trưởng lão trên đài cao đều run rẩy tay chân, không phải vì sợ hãi, mà vì xúc động dữ dội. Đây là hóa cảnh. Trong truyền thuyết, khi luyện phong hành kiếm pháp đến hóa cảnh mới có thể tạo ra dị tượng như vậy, đã hàng trăm năm nay không có đệ tử nào đạt tới cảnh giới này. Các trưởng lão đều ngây người kinh ngạc, nghẹn họng không thốt nên lời. Hỏng bét rồi, những đệ tử thân truyền vốn chế nhạo Lâm Nhất trước đó giờ đều há hốc mồm, chố mắt ngơ ngác. Lâm Nhất này có phải người không vậy? Kiếm thứ ba, thừa phong phá lãng. Lâm Nhất phóng ra một nhát kiếm, với tốc độ kinh hoàng, liên tiếp xuyên qua 18 tầng màn nước. Bầu trời mưa rơi lấp lánh, còn chiêu kiếm đã nhanh đến mức không thể nhận ra, độ sắc bén đã vượt ra ngoài tưởng tượng. Dù là sóng lớn cao vút chọc trời cũng khó lòng chống nổi được chút sắc bén của chiêu kiếm này, chiêu kiếm quá kinh diễm làm người ta sửng sốt. Nhìn đến đây, mọi người đã hoàn toàn bội phục trước lời nói của Lâm Nhất, sau khi chứng kiến hắn thi triển kiếm pháp. Phong hành kiếm pháp của Phùng Trương không chỉ tệ, mà là tệ không thể tệ hơn, tệ đến mức hủy diệt trời đất. Thế mà hắn ta còn dám nghi ngờ Lâm Nhất, nghi ngờ rằng Lâm Nhất đã gian lận nên mới liên tiếp phá được 10 chiêu của mình. Thật là một trò cười lớn, sau khi nhìn Lâm Nhất thi triển phong hành kiếm pháp của Phùng Trương giống như cái sàng, nhìn thoáng qua toàn là sơ hở. Ngay cả chính bọn họ, có lẽ cũng có thể phá tan hoàn toàn, chỉ là không dễ dàng như Lâm Nhất mà thôi. Trên Phi Vân Điện, Lâm Nhất phóng ra kiếm sau nhanh hơn kiếm trước, mỗi một chiêu đều khiến người ta trầm trồ khen ngợi. Kinh ngạc vô cùng. Phong hành cửu thiên. Lâm Nhất thi triển xong chiêu kiếm cuối cùng, rồi thu kiếm vào vỏ, từ từ hạ xuống từ trên không. Kiếm của hắn đã dừng lại, nhưng trái tim của mọi người vẫn đập loạn xạ không ngừng. Trên dưới Phủ Vân Kiếm Tông, ngoại trừ trưởng giáo, tất cả đều ngây người chố mắt. Chỉ với 7 bước chân, hắn đã luyện võ học tạo hóa cấp đế giả lên đến hóa cảnh trong truyền thuyết. Yêu nghiệt chỉ ở thiên phách cảnh này thực khiến người ta khó tin nổi. Những đệ tử thân truyền vốn chế nhạo Lâm Nhất ếch ngồi đáy giếng trước đó, sắc mặt bây giờ đều khó coi tới mức không thể nói năng gì, mặt quá đau, cái tát vô hình của Lâm Nhất quá đau đớn. Lâm Nhất nhìn quanh, lạnh lùng nói với vẻ uy hiếp, xuất lên núi Thánh Kiếm, Lâm Nhất ta muốn lấy. Ai tán thành, ai phản đối. Dưới oai phong ấy, đám đệ tử thân truyền bị ép đến khó thở, rõ ràng hắn mới chỉ ở thiên phách cảnh mà thôi. Trên gương mặt họ đầy vẻ cay đắng, trong lòng không khỏi chửi thề. Ai dám phản đối chứ? 7 bước thành kiếm. Nếu Lâm Nhất đưa ra một môn kiếm pháp, để họ chỉ đi 7 bước là luyện đến hóa cảnh, chắc chắn không ai dám bước tới. Ngày hôm nay chắc chắn không yên ổn được, từ trưởng lão Phủ Vân Tông cho đến đệ tử ký danh, đều bị Lâm Nhất chỉ ở thiên phách cảnh ép đến mức câm như hến. Ai tán thành, ai phản đối? Ai dám phản đối? Không có ai. Thời gian trôi qua, trên Phi Vân Điện vẫn im lặng không một tiếng động. Trước thái độ mạnh mẽ kiên quyết của Lâm Nhất, những đệ tử thân truyền vốn còn có ý kiến trước đó giờ đều im thin thít.
Còn Phùng Trương vốn cố chấp không chịu thua, hoàn toàn mất hết mặt mũi, sau khi Lâm Nhất bảy bước thành kiếm, gương mặt hắn ta tỏ ra xấu hổ tột cùng. Quá mức khó coi, gần như không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi thê thảm của hắn ta. Mỗi chiêu kiếm mà Lâm Nhất thi triển đều khiến hắn ta tự ti hơn, giờ ai cũng biết kiếm pháp của hắn ta tệ không thể tệ hơn. Từng chiêu kiếm một, như từng cái tát nện lên mặt Phùng Trương. Đến cuối cùng chính hắn ta cũng tê dại, điều khiến hắn ta khó chịu nhất là chủ đề này do chính hắn ta đưa ra. Nếu sớm câm miệng lại, có lẽ đã không bị nhục nhã đến thế. Có lẽ trong một thời gian dài, hắn ta sẽ không dám gặp mặt ai trong Phủ Vân Kiếm Tông này nữa, hôm nay hắn ta hoàn toàn trở thành cái nền cho Lâm Nhất. Không ai phản đối, nghĩa là tất cả đều tán thành rồi. Giọng nói lạnh lùng của trưởng giáo Phủ Vân vang lên, trầm giọng quát, đám các ngươi tự cao tự đại, nói năng kiêu ngạo hơn ai hết, đừng tưởng rằng lão phu không biết ba ngày qua các ngươi nói gì phía sau lưng ta. Hừ, bây giờ bị người ta đánh cho thảm bại, biết thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người giỏi còn có người giỏi hơn rồi chứ. Các đệ tử từ thân truyền đến ký danh đều lộ vẻ mặt khó coi. Trưởng giáo đại nhân hiếm khi công khai ra mặt, huống hồ là công khai của trách họ, điều này thực hiếm có. Những năm gần đây, tình cảnh của Phù Vân Kiếm Tông ngày càng sa sút, nhưng không thấy các ngươi có gì để cứu vãn danh tiếng môn phái. Chỉ vì một suất lên núi Thánh Kiếm mà gây ra náo loạn ầm ĩ, thậm chí dám nghi ngờ quyết định của lão phu, chẳng lẽ con mắt lão phu còn kém hơn cả các ngươi sao? Trưởng giáo Phù Vân liếc mắt nhìn mọi người, lạnh lùng khẽ hừ một tiếng. Mọi người hoảng hồn kinh hãi, bỗng nhiên tỉnh ngộ, trưởng giáo chắc chắn đã sớm biết năng lực của Lâm Nhất rồi. Không ra tay ngăn cản họ, thực ra là cố ý dùng tay Lâm Nhất để đè bẹp bọn họ một trận. Trong Phủ Thương Huyền, Phù Vân Kiếm Tông vẫn còn danh hiệu tứ đại tông môn, nhưng đã không còn uy danh nhất tông của Thương Huyền như ngày xưa nữa. Những năm gần đây, Phù Vân Kiếm Tông sa sút trầm trọng, thậm chí ngấm ngầm không giữ nổi danh hiệu tứ đại tông môn. Dưới sự của trách của trưởng giáo, cả đám đều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lâm Nhất, xem ra trước đây trưởng giáo cố ý khích tướng ngươi đấy. Dùng tay ngươi để hồi sinh dòng nước đọng của Phù Vân Kiếm Tông. Tiểu Băng Phượng trong hộp kiếm Tử Diên phân tích một cách già dặn. Lâm Nhất không đáp lại, trong lòng hắn đã rõ ràng. Nếu không, sao lại không hề tôn kính mà gọi trưởng giáo Phù Vân là lão nhân gia? Dù sao hai bên cùng có lợi, hắn rất mong đợi lên núi Thánh Kiếm, bất kể ẩn chứa bí mật gì. Ít ra cái kiếm ý cổ xưa hùng vĩ ấy đối với hắn là một thánh địa kiếm đạo tuyệt vời, có thể bổ sung cho kiếm đạo của mình. Đại đạo giới huyền hoàng có khiếm khuyết, quy tắc kiếm đạo có nhiều điểm chưa hoàn chỉnh, Lâm Nhất đã cảm nhận được điều này ngay khi mới đến Côn Lôn. Nếu không thể bổ sung, kiếm ý của hắn sẽ mãi mãi dừng lại ở cảnh giới tam phẩm, không thể tiến lên cảnh giới rộng lớn hơn. Lâm Nhất, trưởng giáo Phù Vân của trách xong đệ tử nhà mình, nhìn chằm chằm Lâm Nhất lạnh lùng nói, từ hôm nay, ngươi chính là đệ tử thân truyền của Phù Vân Kiếm Tông ta, ngươi có đồng ý không? Vinh hạnh tột độ, Lâm Nhất khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp. Vậy ta sẽ ban cho ngươi lệnh bài thiên tự, trong Phù Vân Kiếm Tông này không có bất kỳ lệnh cấm nào đối với ngươi, ngươi muốn đi đâu trong tông môn thì cứ tự nhiên. Trưởng giáo nói, vẫy tay một cái, một lệnh bài vàng óng bay ra từ lòng bàn tay. Tạch, Lâm Nhất phung tay một cái, lệnh bài vàng óng mặt trước là biểu tượng đệ tử thân truyền của Phù Vân Kiếm Tông, mặt sau là chữ Vân. Lệnh bài này đã được chuẩn bị sẵn rồi. Nhìn thấy Lâm Nhất nhận lệnh bài, trên Phi Vân Điện vang lên tiếng xôn xao kinh ngạc. Đệ tử thân truyền thiên tự, trong Phù Vân Kiếm Tông chỉ có 4 người này lại được gọi là tứ đại thân truyền. Sau này phải gọi là ngũ đại thân truyền rồi, lệnh bài không chỉ đại diện cho vinh dự mà còn mang lại nhiều lợi ích khác. Chưa kể nhận được quà nhiều gấp mấy lần, được đi lại tự do khắp nơi trong Phù Vân Kiếm Tông đã đủ khiến người ta ghen tị rồi. Tuy trong lòng vô cùng đố kỵ, nhưng không ai dám nói thêm điều gì. Sau khi Lâm Nhất bảy bước thành kiếm, đám người này đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Dù có bất mãn trong lòng đến đâu, các đệ tử thân truyền cũng không dám bộc lộ ra. Đa tạ trưởng giáo. Lâm Nhất cất giữ lệnh bài, khom người tạ lễ. Trên đài cao, ánh mắt Diệp Tử Lăng lạnh lẽo như băng tuyết lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Mở núi. Trưởng giáo Phù Vân nhìn Lâm Nhất, ra lệnh cho mấy vị trưởng lão xung quanh mở phòng ấn núi Thánh Kiếm. Lâm Nhất nhìn về phía ngọn núi Thánh Kiếm xa xa, ánh mắt tỏa sáng rực rỡ. Ngày đầu tiên đến Phủ Vân Kiếm Tông, hắn đã mơ ước được tới thánh địa tu luyện kiếm đạo này rồi, giờ đây cuối cùng cũng đạt được nguyện vọng. Khoan đã! Lúc một nhóm trưởng lão sắp bay lên,
một giọng nói lạnh lùng vang lên, đó là Diệp Tử Lăng. Mọi người khựng lại, đều lộ vẻ rất bất ngờ. Nhìn ra được Diệp Tử Lăng có địa vị rất cao trong tông môn, sau khi nàng ta nói, những vị trưởng lão đều dừng lại, nhìn về phía trưởng giáo Phủ Vân. Tử Lăng, việc này đã xong rồi. Trưởng giáo không có cảm xúc gì, nhẹ nhàng nói. Diệp Tử Lăng hành lễ trước, rồi mới nói, trưởng giáo đại nhân, ta không phản đối việc Lâm Nhất lên núi Thánh Kiếm, chỉ là muốn hoãn lại một chút thôi. Xuất lên núi Thánh Kiếm quá quý giá, nếu hắn chưa đạt tinh quân mà lên đó, e rằng cả ba cửa đều không qua nổi. Hoàn toàn lãng phí cơ hội, ta nghĩ nên đợi hắn đạt tinh quân rồi mới mở núi Thánh Kiếm. Lâm Nhất nhìn nàng ta, ấn tượng đã thay đổi không ít. Xem ra hắn đã nghĩ nhiều quá rồi, cô gái này không có ý định nhắm vào hắn gì cả, chỉ đơn thuần xét từ góc độ tông môn mà thôi, vô tình chĩa vào hắn một chút. Hắn đã thể hiện được thiên phú xứng đáng, Diệp Tử Lăng cũng không có ý định ngăn cản hắn lên núi Thánh Kiếm nữa, chỉ muốn để hắn đạt tinh quân rồi mới xem xét đến việc này. Nhưng nói cả ba cửa đều không qua nổi, có phải là đã hơi xem thường mình rồi không? Không sao, đợi khi hắn đạt tinh quân, ta sẽ cho hắn một cơ hội nữa lên núi Thánh Kiếm. Trưởng giáo Phủ Vân vừa dứt lời, đã gây ra sóng gió lớn trong lòng mọi người. Đệ tử thân truyền chỉ có một lần duy nhất được lên núi Thánh Kiếm, ngay cả Diệp Tử Lăng cũng không ngoại lệ. Việc mở núi Thánh Kiếm phải do trưởng giáo trực tiếp chủ trì, sau đó ít nhất phải tu dưỡng một tháng, nhiều thì hai ba tháng, rất tổn hao tinh thần và khí huyết. Cha, làm vậy có đáng không? Nghe vậy, Diệp Tử Lăng thay đổi sắc mặt, không nhịn được mà buột miệng nói. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ lạ lẫm, nàng ta thực sự là con gái của trưởng giáo à, nhưng hôm nọ cô bé Vũ Nhược có nói với hắn rằng trưởng giáo họ Vương tên Tuyệt. Ở đây, có câu chuyện gì đó rồi. Ánh mắt trưởng giáo Phủ Vân thoáng lạnh lùng, trầm ngâm nói, đáng hay không đáng, ngươi không nên hỏi ta. Diệp Tử Lăng tự biết mình đã nói sai trong lúc cấp bách, nhưng vẫn không muốn nhượng bộ, sự đối đầu giữa hai cha con khiến Lâm Nhất cảm thấy hơi lúng túng. Diệp sư tỷ dường như luôn có nhiều hiểu lầm về ta. Lâm Nhất lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu, nhìn Diệp Tử Lăng khẽ cười nói. Núi Thánh Kiếm có 13 cửa, được gọi là Phủ Vân Thập Tam Quan. Ngay cả nhân tài tinh hà cảnh cũng chưa chắc đã vượt qua ba cửa đầu. Ta không hiểu lầm gì về ngươi, cũng không có ý định chống đối ngươi, ta chỉ muốn nói một sự thật. Diệp Tử Lăng quay sang nhìn Lâm Nhất, ánh mắt lạnh lùng tự phụ, nhẹ nhàng nói. Diệp sư tỷ quả quyết rằng ta không qua nổi ba cửa sao? Lâm Nhất mỉm cười, nhưng ánh mắt lóe lên vẻ tranh chấp, bị người khác coi thường như vậy thực sự khó chịu. Diệp Tử Lăng đối đầu rất bình tĩnh, đúng vậy. Nên ta đề xuất ngươi đừng lãng phí cơ hội này. Vậy thì ta không tin đâu. Không những ta sẽ vượt qua ba cửa, mà Phủ Vân Thập Tam Quan ta đều phải vượt qua hết. Ta sẽ lên đỉnh núi Thánh Kiếm. Lòng háo thắng của Lâm Nhất bị khơi gợi, cuối cùng cô gái này vẫn có ý định chống đối hắn. Nào ngờ lời vừa dứt, trên gương mặt lạnh lùng như băng của Diệp Tử Lăng lại hiện lên nụ cười hiếm hoi. Nàng ta liếc nhìn Lâm Nhất, lóe lên vẻ tinh ranh, cười nói, nếu ngươi có thể vượt qua 13 cửa, lên đỉnh núi Thánh Kiếm, ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của ngươi. Bất kỳ yêu cầu gì cũng được, Lâm Nhất nhìn nàng ta cười cười. Diệp Tử Lăng bị ánh mắt trêu ghẹo của Lâm Nhất làm bực tức, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, nhưng cũng nổi hứng lên, cắn răng nói, được. Nhưng ngươi cũng phải đáp ứng một yêu cầu của ta, sau khi đạt tinh quân, từ bỏ cơ hội lên núi Thánh Kiếm lần nữa. Một lời đã định, Lâm Nhất đồng ý ngay lập tức. Trưởng giáo đại nhân, ta không có ý kiến gì nữa. Diệp Tử Lăng liếc Lâm Nhất một cái, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường, rồi chắp tay với trưởng giáo Phủ Vân. Trưởng giáo Phủ Vân trừng mắt nhìn nàng ta, quay sang Lâm Nhất nói, ngươi ở lại đây trước, ta cùng các trưởng lão đi mở núi, khi núi mở xong, ngươi sẽ đến. Bù! Vừa dứt lời, trưởng giáo Phủ Vân cùng các trưởng lão khác bay lên không trung, hóa thành vài đạo quang bay về phía núi Thánh Kiếm. Trước Phi Vân Điện lại vang lên tiếng ồn ào, các đệ tử tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Thì thầm bàn tán, thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Nhất với ánh mắt kỳ lạ. Giống như hắn vừa làm một việc rất ngu ngốc mà sau này Lâm Nhất mới nhận ra. Nhất sư huynh, một tiếng cười vui vẻ vang lên, Tiểu Vũ Nhược chạy tới cười thít mắt nói. Thấy cô bé đến, tâm trạng của Lâm Nhất đỡ hơn, cười nói, cứ gọi ta là Nhất sư đệ đi. Không dám không dám. Vũ Nhược lắc đầu, Nhất sư huynh, bây giờ ngươi là đệ tử thân truyền thiên tự do trưởng giáo chỉ điểm. Địa vị cao hơn ta nhiều lắm rồi. Cũng tạm được.
Lâm Nhất mỉm cười, hắn cũng không quá để ý chuyện này, hỏi, Phù Vân thập tam quan là thế nào vậy? Nhắc đến điều này, đôi mắt của cô bé Vũ Nhược khẽ nheo lại trên gương mặt tròn chính đáng yêu, cười nói, Nhất sư huynh thật là lợi hại, năm ngoái Tử Lăng sư tỷ mới vượt qua được 9 cửa, đã phá vỡ kỷ lục hàng trăm năm rồi. Nhất sư huynh muốn phá vỡ kỷ lục nghìn năm đấy, đỉnh núi Thánh Kiếm đã hàng nghìn năm không ai lên tới nổi, liệu có phải 1.000 năm hay 2.000 năm thì cũng không ai nói rõ được. Lâm Nhất thầm nghĩ, khó trách Diệp Tử Lăng dám đánh cược với mình, hàng nghìn năm không ai lên đến đỉnh, huống hồ hắn còn chỉ ở thiên phách cảnh. Muốn vượt qua 13 cửa, nhìn bằng cách nào cũng không thể nào. Trong vòng nghìn năm gần đây, kỷ lục tốt nhất là vượt qua cửa thứ 10, lúc đó đã gây chấn động toàn bộ phủ Thương Huyền, đó cũng là thời kỳ đỉnh cao nhất của Phù Vân Kiếm Tông. Tiểu Vũ Nhược tiếp tục nói với Lâm Nhất, nụ cười trên gương mặt hắn dần biến mất, có vẻ như thực sự đã tự đào hố cho mình rồi, uổng mất một cơ hội lên núi Thánh Kiếm. Lâm Nhất, lần này e rằng ngươi đã tự đào hố cho mình rồi, bản đế cảm nhận được núi Thánh Kiếm này có lai lịch rất lớn. Tiểu Băng Phượng trong Hộp Kiếm Tử Diên nói với vẻ nghiêm túc. Lâm Nhất không đếm xỉa đến nàng ta, nhìn Tiểu Vũ Nhược hỏi, núi Thánh Kiếm này rốt cuộc có gì? Vũ Nhược khẽ nói, Phù Vân Thập Tam Kiếm, kiếm pháp cấp thánh linh này, không chỉ có tiếng tăm lẫy lừng trong phủ Thương Huyền, mà còn có danh tiếng khá lớn trong toàn Đông Hoang. Truyền thuyết kể rằng, nếu có thể luyện thành toàn bộ 13 kiếm, ở tinh quân cảnh sẽ vô địch, có thể giải được bí mật tối thượng của núi Thánh Kiếm. Đúng lúc Lâm Nhất định lên tiếng, ánh sáng bùng lên từ núi Thánh Kiếm, lôi cuốn toàn bộ ánh mắt mọi người. Lâm Nhất cũng như những người khác, ngẩng đầu nhìn về phía núi Thánh Kiếm. Ánh sáng trên núi Thánh Kiếm không phải là ánh sáng thực sự, mà là kiếm ý cổ xưa không biết đã tích tụ bao nhiêu năm nay. Bao la, hùng vĩ, nguy nga, cổ xưa. Không hay rồi. Sắc mặt Lâm Nhất khẽ biến đổi, phát hiện ánh sáng này đang bùng lên tận trời cao, không lâu nữa sẽ đâm thủng đại trận hộ tông của Phù Vân Kiếm Tông. Lúc đó kiếm ý bên trong lan ra ngoài, ít nhất cũng phá hủy một nửa sơn môn, đây mới chỉ là ước tính thấp nhất. Những người khác không cảm nhận được gì sao? Lâm Nhất thấy nghi hoặc, đúng lúc đó, một bóng người lướt ngang không trung, đó là trưởng giáo Phù Vân, ông đứng ngay phía trên luồng ánh sáng, khi ánh sáng sắp đâm thủng đại trận hộ tông thì vung tay ra. Ầm ầm, lập tức trên người ông tỏa ra kiếm thế khủng khiếp vô cùng, chín đạo long ảnh bàng bạc hùng vĩ khó tả, hòa làm một với trời đất bao trùm của cả Phù Vân Kiếm Tông. Rầm. Trong tiếng vang chấn thiên động địa, kiếm âm xé tai vang lên, luồng kiếm quang từ núi Thánh Kiếm bùng lên bị ngăn chặn cứng rắn. Trưởng giáo Phù Vân ngồi xếp bằng trên không trung, chín đạo long ảnh bàng bạc hùng vĩ như chín dãy núi dài hàng trăm vạn dặm chắn ngang bầu trời, đè nén kiếm thế từ núi Thánh Kiếm xuống thật sâu. Trời ạ! Trong mắt Lâm Nhất thoáng hiện vẻ kinh ngạc sâu sắc, trước đây trên người Kim Tuyệt hắn cũng từng nhìn thấy chín đạo long ảnh, những long ảnh ấy cực kỳ phi phàm, hòa làm một với trời đất. Khi long ảnh nhảy múa, cả trời đất dường như bị chúng khống chế, tỏa ra khí thế bá chủ vô biên. Nhưng so với trưởng giáo Phù Vân, long ảnh phía của Kim Tuyệt chênh lệch hàng ngàn dặm, chẳng khác nào sự khác biệt giữa ao nước và biển cả. Lão già này có chút thú vị đấy, hẳn là trong lòng có nút thắt chưa giải quyết được, nên mới dừng lại ở long mạch cảnh. Nội tình cỡ này, một khi phá giải được, e rằng trực tiếp thành thiên vương rồi. Tiểu Băng Phượng trong Tử Diên kiếm quyết lẩm bẩm tự nói, khẽ nói, khó trách có thể trấn trụ được kiếm thế từ núi Thánh Kiếm. Long mạch. Lâm Nhất không hiểu. Giới huyền hoàng rất mơ hồ về các cảnh giới tu luyện, hắn chỉ biết trên thiên phách cảnh là tinh quân, cho đến khi đến con đường thông thiên mới biết trên tinh quân còn có thần đan. Nhưng ngoài ra, hắn hoàn toàn mù tịt, chẳng biết gì cả. Hắn mới đến Phù Vân Kiếm Tông được một thời gian ngắn, cũng chưa xem qua loại sách vở này, nên có thể nói là hoàn toàn mù mịt. Tiểu Băng Phượng khinh thường nói, ngay cả điều này cũng không biết, bản đế sẽ nói cho ngươi hay. Sau tinh quân là thần đan. Thần đan cảnh còn được gọi là tôn giả, sau thần đan cảnh là long mạch cảnh. Thần long cửu mạch, mỗi khi mở một mạch đều sẽ thay ra đổi thịt, từ người biến thành rồng. Sức mạnh cũng sẽ thay đổi trao đảo trời đất, khi chín mạch đều được mở, sẽ đạt được long vận, đều có tư cách lên trời thành thánh, câu Côn Lôn đại thế nhân nhân như long chính là ý này. Vậy thiên vương là gì? Thiên vương thì lợi hại lắm rồi, dưới thánh cảnh, thiên vương vô địch. Cũng được đấy. Miễn cưỡng đủ tư cách theo bản đế, dù sao thiên vương thành thánh cũng rất lợi hại rồi. Tiểu Băng Phượng ưỡn ngực tự đắc nói. Dưới thánh cảnh, thiên vương vô địch, vậy xem ra trưởng giáo Phù Vân thực sự có điều gì đó, Lâm Nhất thầm nghĩ,
nhưng thiên vương rốt cuộc là gì, tiểu tử chỉ nhớ khoe khoang mà không giải thích rõ ràng. Chuyện này đã xong xuôi, hắn cần phải tìm hiểu kỹ hơn, ít ra cũng phải có nhận thức rõ ràng về các cảnh giới võ đạo Côn Lôn. Lâm Nhất, một giọng nói vang vọng trời đất như chuông lớn, trưởng giáo Phủ Vân đang ngăn kiếm thế của núi Thánh Kiếm, từ trên vòm trời nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất. Lâm Nhất lập tức cảm thấy, trên trời dưới đất, tất cả mọi người dường như đều biến mất. Chỉ còn lại trưởng giáo Phủ Vân, ở tận cùng bầu trời, tắm mình trong dòng kiếm quang vô biên, nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo. Lên núi đi! Cảm giác ấy chỉ trong nháy mắt rồi biến mất, nhưng vẫn khiến Lâm Nhất dùng mình kinh hãi. Trưởng giáo Phủ Vân hẳn còn mạnh hơn rất nhiều so với sư huynh Phong Giác. Thậm chí còn mạnh hơn cả tiền bối Lạc Thanh Hư của Thánh Minh trên con đường thông thiên, ánh mắt ấy thực sự đáng sợ. Bù! Dưới ánh mắt phức tạp của mọi người, Lâm Nhất bay lên không trung, hướng về phía núi Thánh Kiếm. 13 cửa, Lâm Nhất này ăn nói thật to mồm. Hàng nghìn năm không ai lên đến đỉnh, hắn muốn lên đỉnh, e rằng hơi non nớt quá rồi. 7 bước thành kiếm thì thật đáng nể, nhưng không liên quan gì đến việc lên đỉnh núi Thánh Kiếm, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hắn e rằng sẽ ngã đau đấy, 3 cửa đầu còn không qua nổi thì thật sự thú vị. Cũng nên chịu chút đau khổ rồi, trên dưới Phủ Vân Kiếm Tông chúng ta đã bị hắn ép đến nghẹt thở rồi. Nếu hắn còn có thể tự tại như vậy, thế thì chúng ta còn sống làm gì nữa? Sau khi Lâm Nhất đi, trên Phi Vân Điện mới vang lên đủ loại âm thanh, tiếng thì thầm trước đó to hơn nhiều. Có thể thấy, trước đó Lâm Nhất đã gây áp lực rất lớn cho những người này, đến nỗi ngay cả nói to trước mặt hắn cũng không dám. Phải đợi hắn đi xa lắm, họ mới dám bàn tán sau lưng như vậy. Sư tỷ, nếu Nhất sư huynh thực sự lên đến đỉnh, sư tỷ có đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của hắn không? Tiểu Vũ Nhược cười hì hì hỏi, đây là bất kỳ yêu cầu gì, đừng nhìn Tử Lăng sư tỷ có tính tình lạnh lùng mà lầm, nếu nói về nhan sắc thì trong Phủ Thương Huyền không có cô gái nào qua được nàng ta. Chỉ là nàng ta có thực lực quá mạnh, lại luôn lạnh lùng như băng, gương mặt luôn tỏ vẻ người lạ chớ lại gần, khiến người ta lãng quên vẻ đẹp bên ngoài của nàng ta. Diệp Tử Lăng nhớ lại ánh mắt Lâm Nhất nhìn mình, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ, lạnh lùng nói, hắn tự chuốc lấy nhục nhã thôi, đừng nói 13 cửa, qua được 3 cửa là phải đốt nhiều nhang lắm rồi. Còn một điều nữa, không được thân cận quá với người này, hắn chỉ có cái vỏ bọc bên ngoài thôi, thực chất thì đầy dẫy ý nghĩ xấu xa, lại còn tính tình kiêu ngạo, chỉ là một kẻ cuồng vọng mà thôi. Nhưng Nhất sư huynh vừa rồi thực sự rất đẹp trai, 7 bước thành kiếm, hi hi, sư tỷ không thấy sắc mặt Phùng Trương sư huynh khó coi đến mức nào sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 147.